thổi sáo rất hay. Trái ngược với người anh trai, người em tên là Dông lại đen đúa xấu xí nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi. Pha và Dông mất cha từ sớm vì hai anh em bị du quan ăn trộm chỉ đỏ mà mẹ phải đi ở cho chúa làng. Nhưng chẳng may mẹ của hai anh em cũng qua đời từ khi Dông và Pha lên 8 lên 10. Từ đó, Pha thay mẹ chăm sóc Dông lớn lên và rất yêu thương nhau. Hôm nay em tìm được măng sao? Lại còn bắt được cá nữa. Em đào mãi mới được 2 cây măng. Cá dưới suối nhiều lắm, nhưng em chỉ bắt 2 con thôi. Rau và quả em hái đều ăn được, nhưng nấm này là nấm độc, không ăn được đâu. Em thấy con ốc sên ăn, nhưng nó không bị sao hết. Thường nấm độc có màu rất đẹp. Có những loại nấm độc con vật ăn được, nhưng con người không ăn được đâu. À, anh giỏi quá à, chuyện gì cũng biết. Anh học được gì từ cha mẹ cũng sẽ dạy hết cho em. Nè, anh đang gùi cho em xong rồi. Mai mình vào rừng, anh sẽ dạy lại cho em. Anh dạy em cưỡi voi đi. Em tập mãi mà nó chưa chịu cho em cưỡi. Mày kiên nhẫn để Dông tập nha. Dông còn nhỏ, chưa hiểu được ý mày, nên mày không thích hả? Cúi xuống cho Dông trèo lên lưng nghe. Mày chỉ nghe là anh Pha thôi, còn giỏi đáng ghét. Mày đừng dọa em ấy sợ. Em đừng nói voi như vậy. Em phải coi nó là bạn. Nói những lời dễ nghe và chân thành thì nó mới nghe. Xin lỗi mày nha. Mày là con voi đáng yêu nhất núi rừng này. Nhột quá à. Nói mày đáng ghét thì mày hất tao ngã, khi mày đáng yêu thì mày lại làm tao nhột á. Voi đáng yêu ơi, chở tao đi một vòng quanh sân nào. Anh Pha ơi, em điều khiển được voi rồi, nó chịu chở em rồi nè. Thằng quỷ nhỏ đâu? Ngươi lại trốn đi ngủ rồi phải không? Chủ nhân gọi con có chuyện gì vậy? Hãy nhìn đám người kia đi. Ai cũng kỳ quá, khô héo, không vừa mắt chút nào. Mau đi kiếm một con trai trắng trẻ đẹp béo tốt về đây cho ta. Ôi, tại chủ nhân không cho tụi nó ăn uống, suốt ngày bắt tụi nó đi nhảy nhót hát hò nên mới vậy đó. Ngươi nhiều chuyện quá đi. Đi nhanh lên, không cần nói ngươi. Leo lên cái cáo bây giờ. Anh ta giỏi quá à. Khi nào em mới thổi sáo hay đến mức mê hoặc được cả muôn thú như anh? Tối về anh sẽ dạy cho em. Giờ em đưa voi ra tắm, nó thích được kỳ cọ lắm. Em tắm cho nó sẽ càng thích em. À. Mình đói đến mất qua mắt rồi đây nè. Có con heo bé xíu cũng không mắc nổi nữa. Con nhìn thấy hắn là chạy về báo cho chủ nhân liền. Chủ nhân soi gương nhìn thử đi. Hắn trẻ đẹp béo tốt như người cận vậy đó. Gương thơm, mau hiện cho ta thấy nào.
thằng đèn đuốc xấu xí vậy? Không phải người đó, người con nói đang ở trên cái cây thổi sáo kìa. Hắn thật là đẹp trai, da trắng mịn, tóc đen nhánh, lại còn thổi sáo hay nữa, rất thích hợp làm chồng ta. Chắc Dòng đã tắm cho Voi xong rồi, chuẩn bị về thôi. Anh ba, em đứng được trên lưng Voi rồi nè. Dòng, Dòng ơi, cứu anh chưa? Chuyện gì xảy ra với anh Pha vậy? Anh Pha ơi! Anh Pha! Anh Pha ơi! Anh Pha ơi! Anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt. À, quỷ dữ sao? Ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu, quỷ mạnh lắm. Trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi, ở trong rừng nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi, chỉ còn tao với mày thôi. Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu, ta là sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Ê, nè, ngươi mau tỉnh dậy đi. Lại một tên xấu xí nữa. Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng, ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay, hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với Dông. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi, hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm, chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà còn bắt mình đi tìm cái sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa? Ủa? Mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ, chứ mình có sợ gì đâu. Ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. À, đúng cái cây này rồi. Dạ, nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi.
Anh Pha, anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi, em nhớ anh quá. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. Giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ đây làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh, cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì, đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Voi ơi, đừng sợ. Xông lên, chúng ta phải vượt qua để cứu anh Pha. Ta ra suối, hút nước dập tắt ngọn lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu. Làm sao để cứu anh Pha đây? Đi mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi. Chắc nó là em trai của tên kia. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. Sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp gì không? Ta từ miệt xuôi lên đây thăm bà con, không may bị ngã, đi không được. Ông ơi, ông lên voi cùng cháu, cháu đưa ông đi. Nhưng mà già đôi quá, già muốn ăn, muốn nghỉ ngơi. À, cháu còn một miếng thịt rừng khô, ông ăn tạm rồi uống nước cho đỡ đói. Để cháu dựng tạm chòi lá cho ông nghỉ ngơi. Ông già rồi, chân lại đau, ở ngoài sương lạnh không tốt đâu. Cậu còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ cho người khác quá. Ông là ai vậy ạ? Ta là thần núi Chư Lây, cai quản khắp vùng rừng núi này. Hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no, ngủ ấm. Thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm, vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an?
ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn. Quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ, xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại? Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Ngươi làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chưa Lây giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dông đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm Dông ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sao hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc đen đúa gầy còm xấu xí đó. Nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta bao trận đều ôm thương tích trở về. 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó dọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào. Mày cố gắng nảy mầm rồi thạch cây cao thật cao, để tao còn đi cứu anh trai nha. Mình có nhìn mãi thì chắc hạt giống cũng chưa nảy mầm ngay đâu. Thôi, giờ mình đi nghỉ ngơi, để lát xuống núi gánh nước lên tưới. Lâu rồi mình không được nghe tiếng sáo của anh Pha, không biết bây giờ anh ấy sao rồi. Anh Pha còn chưa kịp dạy mình thổi sáo nữa, mà mình biết thổi chắc cũng chẳng mê hoặc được con người và muôn thú như anh ấy đâu. Ê, mày ra đào đất lấy hạt giống lên, rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Hình như có một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên, chắc hạt giống sẽ không bị cướp nữa đâu. Nảy mầm rồi, hạt nảy mầm rồi, sắp thành cây rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ. Để ta xem.
cái cây trồng sẽ làm được chuyện gì? Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn, càng cần nhiều nước hơn. Để xem mới đủ sức gùi nước cả ngày không. Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Dông ơi, cứu anh với, cứu anh với. Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại muốn quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để thần núi còn giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật lì lợm. Vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Nè, quỷ nhỏ, chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết, cái cây của em trai tên Thổi Sáo đã cao bằng đầu người rồi. Kệ hắn đi, ta không quan tâm, ta tìm được chồng mới rồi. Người dốt tên kia lại, thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì gùi nước tưới cây mỗi ngày như lời thần núi dặn. Qua ba mùa rẫy, dông trở thành một chàng trai cường tráng. Cây đã trở nên cao to, tay người ôm không xuể. Con giỏi lắm, thời gian thử thách của con đã hết rồi. Thần núi Chư Lây, xin ngài giúp con cứu anh trai. Ta không nhìn sai, ta biết thế nào con cũng vì thương anh mà vượt qua được gian khổ để trồng được cây lớn như lời ta dặn. Ta bắt con trồng cây trên đỉnh núi, rồi gánh nước từ chân núi tưới cây ngày 7 lần. Ta nghĩ con sẽ bỏ cuộc vì cực khổ và chấp nhận việc không thể diệt được quỷ. Không ngờ con lại kiên trì đến như vậy. Chưa diệt được quỷ, cứu được anh trai thì con không bỏ cuộc. Ta nghĩ bây giờ con đã đủ tài và sức để đánh nhau với quỷ rồi. Cậu bé Đam Dông đã trưởng thành rồi. Ta sẽ giúp con, nhưng cũng phải dựa vào sức mạnh và ý chí của con nữa. Ta tặng con thanh kiếm và cái khiên. Ngựa trắng này có thể chạy vạn dặm qua bao đồi núi. Con hãy giữ quả bầu khô bên mình. Khi nào không chống đỡ nổi quỷ dữ thì hãy mở ra. Hãy mau đi cứu anh trai mình đi. Dạ. Quỷ dữ, ta đã tiêu diệt ngươi đây. Dạ. Quỷ dữ đâu? Mau ra đây, trả anh trai lại cho ta. Đứa nào dám đến phá giấc ngủ của ta? Ngươi thật xấu xí, vậy mà lại đi bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt họ. Đứa nào dám nói ta xấu xí? Ta là quỷ đẹp nhất trong các loài quỷ. Chào ơi, dũng sĩ nào đây? Cường tráng quá, đẹp trai quá. Tuy hơi đen một chút nhưng không sao,
vẫn thích hợp làm chồng của ta. Ai dám làm chồng ngươi? Mau trả anh trai lại cho ta. Lần đầu tiên có chàng trai đến tận núi quỷ tìm ta đó. Ta không phải tự đi bắt chồng. Mà anh trai ngươi là ai? Anh pha của ta, da trắng tóc xoăn, thổi sáo rất hay. Cách đây 3 mùa rẫy ngươi đã bắt đi. Mau thả anh ta ra. Nó là em trai của tên thổi sáo đó. Thì ra là thằng dốc đen đúa xấu xí hồi đó. Anh ngươi thổi sáo hay nên ta chưa ăn thịt đâu. Hay. Ta phải tiêu diệt ngươi, cứu anh trai về. Tiêu diệt ta sao? Thật là buồn cười. Để con đi lấy gương thần cho chủ nhân. Ta là quỷ, hắn là người, làm sao hắn đấu nổi ta? Không cần gương thần, ngươi sợ thì lo vào động mà trốn đi. Mau thả anh trai ta ra. Để ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu. Ngươi khỏe đó, vẫn chạy theo kịp ta. Ngày nào ta cũng leo núi gùi nước tưới cây từ sáng đến đêm. Người có chạy qua bao nhiêu ngọn núi, ta cũng sẽ đuổi kịp. Tóc của ta đã ít, mà ngươi còn dám cắt đứt tóc quý của ta. Xong làm sao mà cứu ngươi? Nó khỏe quá, mình phải tìm cách khác lừa nó. Nó mới chạy đến đây mà sao mất tích rồi? Mình vẫn thấy mùi của quỷ dữ gần đây. Mày có ngửi thấy mùi của quỷ không? Bông hoa kỳ lạ quá. Bãi cỏ này chẳng có bông hoa nào. Chắc là quỷ dữ biến thành để lừa mình rồi. Ngươi định che mắt ta sao? Quỷ dữ đã bị tiêu diệt rồi. Mau quay về động quỷ cứu anh trai ta. May quá, nó cũng chịu nhúc nhích. Mỗi lần đẩy được một ít chắc chắn sẽ mở được cửa động vào trong cứu anh trai. Ngươi nghĩ đã diệt được ta sao? Đừng tưởng bở. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ngươi đừng nói láo. Nếu không có gương thần, ngươi cũng chỉ là con quỷ già nua xấu xí, làm trò biến hình dọa người thôi. Ta ghét nhất ai nói ta xấu xí. Đừng coi thường tao và khiên của từng núi mang cho tao.
Ngươi đúng là khá. Nếu ngươi chịu làm chồng ta thì chúng ta sẽ làm chủ tất cả những ngọn núi Cách Đường. Ngươi là quỷ dữ chuyên hại con người, đừng hòng dụ dỗ ta. Khi nào không chống cự nổi thì mở ra. Quỷ dữ kia, ngươi vẫn không thắng được ta đâu. Ngươi sợ nên trốn rồi sao? Tránh ra, để ta đưa người của ta đi. Nếu không, ta sẽ ném anh ngươi xuống chân núi. Hắn chắc chắn sẽ chết. Anh Pha ơi. Là giọng của Dông, nhưng người kia lạ quá. Anh Pha ơi, anh hãy cõi sao đi. Đúng rồi, tia sáo mình đã nghe khi gặp hắn trong rừng. Quỷ dữ xấu xí kia, mở mắt ra nhìn ta đi. Ta không xấu xí, ta là con quỷ đẹp nhất thế gian. Tạ ơn ngài đã giúp đỡ con. Chính lòng dũng cảm và tình yêu dành cho anh trai đã giúp con diệt được quỷ dữ. Dũng sĩ Đam Vong, ta thay mặt núi rừng cùng các buôn làng cảm ơn con. Các con hãy mau trở về vui cùng buôn làng đi. Lúc bị quỷ bắt đi, anh đã kêu lên: Vong ơi, cứu anh với. Lúc nào em cũng nghe tiếng anh kêu cứu văng vẳng bên tai. Anh là anh trai của em, sao em bỏ anh được? Em thật dũng cảm. Cũng may có tài thổi sáo của anh giúp sức. Quỷ mạnh lắm, em đấu không lại đâu. Buôn làng mở hội tưng bừng chào đón, tung hô cảm ơn dũng sĩ Đam Vong đã diệt được quỷ dữ và cứu các trai làng trở về. Vong và Pha trở về nhà sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Con trai chúng ta bây giờ đã trưởng thành và tài giỏi biết bao.
Ngày xưa, tại Dương quốc Hoa Hồng, nhà vua qua đời sớm, hoàng hậu có một người con trai tên là Henry. Thế nhưng theo sao chiếu mệnh, hoàng tử sẽ bị một con hươu tấn công khi đến tuổi trưởng thành. Điều này khiến hoàng hậu vô cùng lo lắng. Tốt lắm Henry, chẳng bao lâu nữa con sẽ lên ngôi vua, có thể thay thế mẹ cai trị Vương quốc Hoa Hồng được rồi. Cảm ơn mẹ đã khen, con sẽ cố gắng trở thành một vị vua tốt. Cha con ở trên trời linh thiêng chắc chắn sẽ rất tự hào về con. Vậy thưa mẹ, hôm nay con có thể vào khu rừng dạo chơi được không? Không được Henry, mẹ đã nhắc chuyện này với con nhiều lần rồi. Theo sao chiếu mệnh, con sẽ bị một con hươu hung ác đe dọa mạng sống. Vì vậy, con không được phép vào khu rừng. Con biết từ nhỏ mẹ đã nhắc điều này hàng trăm lần, nhưng con thật không hiểu vì sao loài hươu vốn hiền lành lại có thể tấn công người khác. Có những chuyện con không hiểu đâu Henry. Vậy thì xin mẹ hãy giải thích cho con hiểu. Đường đường là hoàng tử mà lại sợ một con hươu, thì sau này làm sao có thể cai trị cả vương quốc thưa mẹ? Tóm lại, mẹ đã nói là con không được phép vào khu rừng. Đó là mệnh lệnh. Mẹ! Hoàng tử Henry, xin cậu đừng trách hoàng hậu. Hoàng hậu làm như vậy cũng vì thương cậu mà thôi. Bởi theo sao chứ mệnh. Sao số mệnh của ta phải tuân theo một ngôi sao nào đó hả bà Cara? Thật vô lý mà. Bà Cara, bà ở trong lâu đài lâu như vậy, bà có biết vì sao mẹ lại tin chuyện vô lý này và chán ghét khu rừng kia như vậy không? Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là hồi còn trẻ, hoàng hậu cũng rất hay ra vào khu rừng. Bà nói thật sao? Đúng vậy, nhưng không hiểu sao, sau khi sinh cậu được một năm, thì hoàng hậu lại trở nên căm ghét khu rừng và không bao giờ vào đó nữa. Thật là kỳ lạ. Vậy còn chuyện sao chiếu mệnh tôi sẽ bị một con hươu tấn công, là ai đã nói điều này? Chuyện này tôi quả thật không biết. Xin lỗi hoàng tử. Rốt cuộc vì sao mẹ lại cấm cản con vào khu rừng? Mình phải tự đi tìm lời giải đáp mới được. Hưu thần, sao ngươi ở đây? Ngươi là đồ ích kỷ, độc ác. Hưu thần, lúc đó ta không còn cách nào khác cả. Hãy tha thứ cho ta nha. Không bao giờ. Người đâu? Cứu với, cứu với. Không ai cứu ngươi được đâu. Ngươi phải chết. Con trai ngươi cũng phải chết. Hoàng hậu, người không sao chứ? Tôi nghe tiếng người la hét nên vào xem có chuyện gì. Ta không sao, chỉ là ác mộng thôi. Dạo này người hay gặp ác mộng quá. Để tôi pha cho người ly trà hoa hồng cho dễ ngủ. Không ai cứu người được đâu. Người phải chết. Con trai ngươi cũng phải chết. Xin hoàng hậu tha tội. Không phải lỗi của bà đâu Kara. Bà lui ra đi, cần gì ta sẽ gọi. Dạ, tuân lệnh thưa hoàng hậu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta sao hưu thần? Ngươi muốn ta phải sống như thế nào đây? Hoàng tử Henry, tới giờ ăn sáng rồi ạ. Hoàng tử Henry, tôi vào nha. Hoàng tử Henry, mời cậu dậy ăn sáng. Gì thế này? Hoàng tử đâu? Ta có việc phải ra ngoài. Trước khi trời tối, ta sẽ trở về. Bà cứ đóng cửa phòng ta lại. Và nếu có ai hỏi, cứ nói hôm nay ta cần phải chuyên tâm đọc sách nên không muốn ai làm phiền. Vậy nha, cảm ơn bà. Henry. Hoàng tử đi đâu mới được? Có khi nào cậu ấy lén vào khu rừng không? Làm sao bây giờ? Có nên báo với hoàng hậu không? Hoàng hậu cũng mất ngủ cả đêm qua. Thôi, mình cứ đợi tới chiều tối xem sao. Hoàng tử Henry, cậu nhất định phải bình an trở về đó. Khu rừng thật là đẹp và bình yên. Nếu mẹ không cấm đoán, ta ước có thể được tự do dạo chơi trong khu rừng mỗi ngày. Cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày hôm nay. Ai đó? Ngươi biết nói sao?
Ngươi nói đang chờ ta để làm gì? Để lấy mạng ngươi. Không được Henry, mẹ đã nhắc chuyện này với con bao nhiêu lần rồi. Theo sao chứa mệnh, con sẽ bị một con hưu tấn công. Vì vậy, con không được phép vào khu rừng. Chẳng lẽ lời mẹ nói là sự thật? À, ngựa quý, ngươi đừng sợ. Chỉ là một con hưu thôi mà. Chỉ là một con hưu sao? Hai mẹ con các ngươi thật giống hệt nhau. Hôm nay ta nhất định sẽ trả thù. Ngươi đi đi, trước khi ta đổi ý. Chẳng phải ngươi nói đã chờ tới ngày này rất lâu rồi sao? Vì sao bây giờ ngươi lại tha mạng cho ta? Vì ta và loài người các ngươi khác nhau. Các ngươi có thể vì lợi ích của mình mà bất chấp thủ đoạn, phản bội bạn bè. Nhưng loài hưu chúng ta thì không thể nhẫn tâm như vậy. Mặc dù rất căm ghét các ngươi. Ta không hiểu. Ta chỉ mới gặp ngươi lần đầu mà. Vì sao ngươi căm ghét ta như thế? Vì mạng sống ngươi đang có là nhờ ta. Ngươi thật sự không biết hay sao, Hoàng tử Henry? Mạng sống của ta có là nhờ ngươi. Ta thực sự không hiểu. À, thì ra là hoàng hậu chưa kể gì cho ngươi đúng không? Ngươi biết mẹ ta? Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Bà ta là người nham hiểm và ích kỷ nhất thế gian. Ngươi không được xúc phạm mẹ ta như vậy. Nếu không... Nếu không ngươi làm gì? Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, Henry. Nhưng ta sẽ bảo vệ danh dự của mẹ tới cùng. Vậy ngươi có muốn biết mẹ ngươi từng đối xử với ta ra sao không? Như thế nào? Ngươi hãy nói rõ cho ta biết đi. Được. Vậy ngươi nghe kỹ đây. Cách đây gần 20 năm. Các ngươi ở đây, ta muốn yên tĩnh một mình. Tuân lệnh hoàng hậu. Đức vua chẳng may lâm bệnh sớm, xin hoàng hậu đừng quá đau buồn. Vương quốc Hoa Hồng đang rất cần người tiếp tục cai trị. Đức vua, sao người đã bỏ mẹ con thiếp ra đi? Từ giờ thiếp biết sống sao? Sao những bông hoa bỗng dưng lại nở rộ? Chuyện này thật thần kỳ. Xin hoàng hậu đừng buồn nữa. Ai đó? Ngươi là Xin hoàng hậu đừng kinh sợ. Tôi là loài hưu thần sống trong khu rừng này. Thấy người đau khổ nên tôi chỉ muốn an ủi người mà thôi. Hưu thần? Vậy những bông hoa này bỗng nhiên nở rộ là ngươi làm sao? Đúng vậy. Thật khó tin. Đây là lần đầu tiên ta thấy một điều thần kỳ đến như vậy. Ta rất hay vào khu rừng này. Vì sao bây giờ mới gặp được ngươi? Vì chúng tôi là loài hưu thần sống ẩn dật ở phía cuối khu rừng, nên hoàng hậu không biết đó thôi. Thì ra là vậy. Tôi biết hoàng hậu rất đau buồn vì đức vua vừa mới qua đời. Tôi thành thật chia buồn cùng người. Cảm ơn ngươi. Đến bây giờ ta vẫn không thể tin đức vua đã ra đi mãi mãi. Con trai của chúng ta mới chỉ được hơn một tuổi mà thôi. Vậy thì người càng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho con trai và người dân toàn Vương quốc nữa, đúng không hoàng hậu? Người nói phải. Ta phải mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau, mặc dù chỉ vừa mới quen biết. Vậy tại sao bây giờ người lại căm ghét mẹ ta như vậy? Vì sau đó hoàng hậu đã thức tỉnh với ta. Hưu thần, cảm ơn ngươi đã đi dạo cả ngày cùng ta. Tâm trạng của ta khá hơn nhiều rồi. Phải công nhận cặp sừng của ngươi thật là diệu kỳ đó hưu thần. Cặp sừng chính là sinh mạng của loài hưu thần chúng tôi. Nó không chỉ có thể làm hoa lá tươi tốt mà còn giúp chữa lành mọi bệnh tật trên đời, khiến vạn vật tràn trề sức sống. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải chia tay thôi. Sau này, ta phải làm sao mới có thể gặp được ngươi? Rất tiếc, chúng ta không thể gặp nhau nữa, thưa hoàng hậu. Vì sao? Vì loài hưu thần chúng tôi có nguyên tắc không được lộ diện trước mặt con người. Nếu bộ tộc tôi phát hiện, thì nhất định tôi sẽ gặp rắc rối. Ôi,
Ta không muốn vì ta mà ngươi gặp rắc rối đâu. Vậy thì đây là viên thuốc quên đi. Ngươi hãy uống nó và sau đó sẽ không còn nhớ gì đến cuộc gặp gỡ này nữa. Nhưng ta thật không nỡ quên ký ức ngày hôm nay. Nó giúp ta khuây khỏa nỗi đau hàng ngày ta phải đối diện là không được nhìn thấy nhà vua nữa. Nếu người coi tôi là bạn thì đây là cách gìn giữ tình bạn tốt nhất giữa hai ta, thưa hoàng hậu. Nếu người đã nói vậy thì ta sẽ uống nó. Thưa hoàng hậu, trời gần tối rồi, mời người mau trở về lâu đài. Sau này ta mới biết hoàng hậu chưa hề uống viên thuốc quên đi. Mẹ ta nói dối sao? Đúng vậy. Sự việc sau đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ ngươi. Hoàng tử e là lành ít dữ nhiều, thưa hoàng hậu. Im ngay. Con trai ta không thể có chuyện gì. Nó nhất định phải sống khỏe mạnh, phải trở thành người kế vị ngai vàng của vương quốc Hoa Hồng này. Henry của mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con. Đức vua qua đời, ta không thể mất thêm con được nữa. Henry của mẹ. Cặp sừng chính là sinh mạng của loài hưu thuận chúng tôi. Nó không chỉ có thể làm hoa lá tươi tốt, mà còn giúp chữa lành mọi bệnh tật trên đời, khiến vạn vật tràn trề sức sống. Được rồi, ta phải có được cặp sừng kỳ diệu của hưu thần. Có vậy, Henry mới có thể được cứu sống. Thái y, ngươi hãy túc trực bên cạnh hoàng tử. Ta sẽ đi tìm thuốc quý về cứu con ta. Nhưng bây giờ đã khuya rồi, ngươi có thể tìm thuốc ở đâu, thưa hoàng hậu? Trong khu rừng. Trong khu rừng? Vậy nguy hiểm quá, xin người hãy sai binh lính đi cùng. Không, càng đông người thì sẽ càng khó cho ta. Ngươi cứ yên tâm ở đây chăm sóc tốt cho hoàng tử. Dạ, thần xin tuân lệnh hoàng hậu. Vì chúng tôi là loài hưu thần, sống ẩn vật ở phía cuối khu rừng, nên hoàng hậu không biết đó thôi. Rốt cuộc, ngươi đang ở đâu? Hưu thần, ta có chuyện muốn gặp ngươi. Hưu thần, hưu thần. Hoàng hậu, sao ngươi lại ở đây? Ta mừng quá, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Con trai ta đang bệnh nặng, mong ngươi hãy giúp ta. Từ từ đã, chẳng phải hoàng hậu đã uống viên thuốc quên đi rồi ư? Sao còn biết đến ta? Ngươi đã gạt ta sao? Thời gian gấp lắm rồi, ta không còn cách nào khác nên mới làm thế này. Mọi người hãy hiểu cho ta. Hoàng hậu, người đã trở về. Mau, y nấu nó thành thuốc rồi cho hoàng tử uống. Dạ, thần tuân lệnh. Thật là thần kỳ. Mừng hoàng hậu, hoàng tử Henry đã khỏe mạnh lại rồi. Con trai ta sống rồi. Cảm ơn trời đất, cảm ơn đức vua đã phù hộ. Cảm ơn người hưu thần. Mẹ con ta mãi mãi mang ơn người. Không, cặp sừng của ta. Hoàng hậu, bà thật nhẫn tâm. Ta nhất định sẽ báo thù. Không có cặp sừng, ta bị bầy đàn ruồng bỏ xa lánh. Suốt nhiều năm qua, ta sống mà không bằng chết. Không, mẹ ta không phải là người tàn nhẫn như vậy đâu. Đây là con dao năm xưa, hoàng hậu đã xuống tay chặt đi cặp sừng quý của ta. Ngươi hãy nhìn xem, trên cán dao có khắc hình hoa hồng, là ký hiệu của hoàng gia các ngươi, đúng không? Đúng là vậy. Nhưng mà
Ta đã giữ con dao này gần 20 năm qua, chỉ mong có ngày gặp được bà ta để trả thù. Thế nhưng kể từ đêm hôm đó, mẹ ngươi đã không còn dám vào khu rừng này lần nào nữa. Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là hồi còn trẻ, hoàng hậu cũng rất hay ra vào khu rừng. Ta chờ mãi, cuối cùng thì chỉ gặp được con trai của kẻ thù, chính là ngươi. Từ nhỏ, mẹ ta đã cấm ta vào khu rừng này. Bà còn nói theo sau chiếu mệnh, ta sẽ bị một con hươu hung ác tấn công và đe dọa mạng sống. Sao chiếu mệnh chỉ là chuyện hoàng hậu bịa đặt để ngươi không dám vào khu rừng này mà thôi. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, ai gây tội thì người đó mới nên đền tội. Ân oán của ta và hoàng hậu không liên quan đến ngươi. Đi đi. Hưu thần, hãy đợi ta quay về lâu đài làm rõ mọi chuyện. Ta hứa, nếu mọi chuyện như lời ngươi kể, ta nhất định sẽ quay trở lại cho ngươi tùy ý xử tội. Bởi mạng sống của ta đang có, vốn dĩ thuộc về ngươi. Hoàng tử Henry ơi, cậu ở đâu sao chưa chịu về? Trời gần tối rồi. Bà làm gì mà đi qua đi lại trước cửa phòng của hoàng tử vậy, Cara? Dạ, thưa hoàng hậu, hoàng tử đang đọc sách nên bảo tôi đừng cho ai vào làm phiền ạ. Vậy à? Dạ thưa hoàng hậu, dạo này hoàng tử chăm chỉ học hành, ôn văn luyện võ để làm người vui lòng đó ạ. Đúng là đứa con ngoan, sau này chắc chắn sẽ là vị vua tốt. Nhưng mà trời cũng gần tối rồi, học hành chăm chỉ là tốt, nhưng không nên quá sức, càng ảnh hưởng đến sức khỏe chứ. Để ta vào thăm hoàng tử thế nào? Nhưng hoàng tử vẫn đang... Mở cửa. Dạ tuân lệnh thưa hoàng hậu. Henry! Bà Cara, bà nói hoàng tử đang đọc sách trong phòng mà. Vậy con trai ta đâu? Dạ đúng, là mới đây hoàng tử còn... Nói mau, hoàng tử đang ở đâu? Nếu bà có nửa lời gian dối, đừng trách ta trị tội đó. Dạ thưa hoàng hậu, hoàng tử ở... Cara, ta hỏi lại một lần nữa, hoàng tử đang ở đâu? Thưa mẹ, con đi. Henry, con vừa đi đâu về à? Sao bà Cara nói hôm nay con ở phòng đọc sách mà? À, con mới ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái. Mẹ đừng có trách bà Cara, là con quên không nói cho bà ấy thôi. Cara, bà đứng lên đi. Bà chịu trách nhiệm chăm lo cho hoàng tử thì phải để ý kỹ, không được lơ là, biết chưa? Dạ, thưa hoàng hậu. Henry, sao giờ này con còn chưa ngủ? Dạ, con vẽ cho xong bức tranh này rồi sẽ ngủ. Con vẽ gì mà sai xưa vậy? Cho mày xem thử nè. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tại sao? Ai cho con vẽ hưu thần hả? Sao mẹ lại biết đây là hưu thần? Con chỉ ngẫu hứng vẽ một con hưu có cặp sừng hoa thôi mà. Mẹ cấm con từ nay không được vẽ về loài hưu nữa. Nó sẽ mang lại xui rủi cho mẹ con ta. Có một bức vẽ mà mẹ cũng sợ xui rủi. Chẳng lẽ mẹ từng làm gì có lỗi với loài hưu sao? Mẹ có phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ nào điều hưu thần nói là sự thật? Hoàng tử Henry, cậu và hoàng hậu lại cãi nhau à? À không có. À mà bà Cara nè, tôi có chuyện này muốn hỏi. Có phải hồi nhỏ tôi từng bị bệnh rất nặng đúng không? Đúng vậy, hồi cậu hơn một tuổi thì bỗng nhiên mắc bệnh lạ, đến thái y cũng hết cách chữa trị. Nhưng sau đó nghe nói hoàng hậu đã vào tận rừng để tìm thuốc quý gì đó, nhờ vậy cậu mới sống sót thần kỳ và khỏe mạnh cho tới bây giờ. Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn bà. Ta sống khỏe mạnh bao nhiêu năm thì chừng ấy năm hưu thần phải sống trong đau khổ và tổn thương. Henry, chẳng có chuyện gì à? Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, chẳng phải ta đã từng hứa rằng giữa hai ta sẽ không bao giờ có bí mật gì, đúng không? Đúng, nhưng ta đang bối rối vô cùng. Nàng hứa không được kể với ai, kể cả mẹ của ta nha.
Đó, chuyện là như vậy đó. Ta không thể vui vẻ như trước khi biết có một người vì ta mà đang ngày đêm đau khổ trong khu rừng kia. Henry à, một con hươu sao có thể so sánh được với thân phận hoàng tử cao quý như chàng? Nhưng mà nếu không có hươu thần thì ta đã không còn sống trên cõi đời này. Ta nợ hươu thần sinh mạng này. Emma, ta phải quay lại khu rừng thôi. Như vậy quá nguy hiểm. Nếu đi, không biết chàng có cơ hội trở về hay không. Henry, hãy suy nghĩ lại. Ý ta đã quyết rồi. Mẹ, tại sao mẹ lại biết? Henry, mẹ thật không ngờ cô lại cãi mẹ, lén lút bỏ đi vào trong đêm như thế này. Cảm ơn con Emma. Nếu không nhờ có con nói trước thì e là ta đã không kịp ngăn cản hoàng tử. Emma, thì ra là do nàng. Henry, ta chỉ muốn tốt cho chàng mà thôi. Xin chàng hãy hiểu cho ta. Emma làm vậy là hoàn toàn đúng. Henry, mẹ thật không ngờ cô lại bỏ mặc mẹ, bỏ mặc cả vương quốc hoa hồng để đi nộp mạng cho hưu thần. Nhưng con đã hứa với hưu thần, nếu con không quay trở lại, có khác nào con lại phạm sai lầm của mẹ như năm xưa? Hỗn xưa, mẹ không biết con đã được nghe những gì, nhưng con phải hiểu tất cả mọi chuyện mẹ làm đều là vì con, vì tương lai của vương quốc hoa hồng này. Nhưng mà hoàng hậu nói phải đó Henry, chàng hãy nghe lời hoàng hậu đi. Người đâu, nhốt hoàng tử vào phòng, tuyệt đối không cho ra ngoài nửa bước. Tuân lệnh hoàng hậu. Hoàng tử Henry, cậu đã dậy chưa? Hoàng hậu tới thăm cậu đây. Henry, con đã biết hối lỗi chưa? Henry, con có sao không? Chuyện gì thế này? Con trai ta đâu? Xin hoàng hậu thứ tội. Hoàng tử... À, cứu ta với! Cứu ta! Hoàng tử, người không sao chứ? Đồ ăn hại, mau đi tìm hoàng tử về ngay cho ta. Nếu không thấy hoàng tử thì hai ngươi cũng đừng hòng giữ được mạng, hiểu chưa? Dạ dạ, tuân lệnh hoàng hậu. Hưu thần, ta đã giữ đúng lời hứa, quay trở lại khu rừng. Ngươi ở đâu? Henry, ngươi dám quay trở lại thật sao? Đúng vậy, ta đã biết những lời ngươi kể lúc trước đều là sự thật. Giờ có nói gì thì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mẹ ta đã gây ra cho ngươi. Vì vậy, ta đến đây để nộp mạng cho ngươi như đã hứa. Ngươi không sợ chết sao? Nếu như cái chết của ta có thể bù đắp những uất ức mà ngươi đã chịu đựng, thì ta cam tâm tình nguyện. Không ngờ hoàng hậu lại sinh ra một người con nghĩa khí như vậy. Hưu thần. Hoàng tử Henry, cậu đi đi. Ta biết cậu không có lỗi trong việc này. Nhưng vì cứu ta nên ngươi mới bị mất cặp sừng quý, bị cô lập trong khu rừng rộng lớn này. Nhưng chí ít ta biết cặp sừng của ta đã cứu đúng người. Cậu là chàng trai dũng cảm và tình nghĩa. Ta không muốn làm hại cậu. Và tương lai, cậu là quốc vương của đất nước này, gánh trách nhiệm to lớn, không thể bỏ mạng được. Hưu thần, ta thực sự xin lỗi. Giá mà ta biết cách nào có thể giúp ngươi khôi phục lại cặp sừng, ta nguyện sẽ dốc hết sức mình. Thật ra thì có một cách, nhưng ta không chắc chắn. Không thử thì làm sao biết được? Đó là cách gì vậy? Ta từng nghe nói, ở vương quốc cây lá gai có rất nhiều bảo bối thần kỳ. May ra có thể khôi phục lại sừng của ta. Vậy tốt quá rồi. Vậy ngươi mau dẫn ta tới đó. Ta có mang theo ít vàng bạc, có thể mua lại bảo bối đó cho ngươi. Nếu không đủ, ta sẽ về lâu đài lấy thêm. Henry, hãy nghe ta nói hết. Đức vua của vương quốc cây lá gai là người vô cùng độc ác và khó đoán. Không bạc vàng nào có thể làm ông ta hài lòng cả. Có chuyện này sao? Tốt nhất cậu hãy về lâu đài của mình đi. Không, ta sẽ tìm đến vương quốc cây lá gai để xin giúp đỡ.
Hưu thần, hãy dẫn đường cho ta. Thôi được, nhưng cậu hãy nhớ, bất cứ khi nào thấy nguy hiểm thì hãy mau chóng trở về. Hãy hứa với ta như vậy. Ta hứa, cảm ơn ngươi. Ta chỉ dẫn cậu tới đây được thôi, ta không thể đi xa hơn nữa. Bảo trọng. Hưu thần, hãy đợi tin của ta. Tiếng gì vậy? Tại lâu đài Dương Quốc Cây Lá Gai, có một cô gái tên là Rosalie đang bị bao vây bởi ba người lùn là những người thợ rừng. Henry đi đến, tình cờ thấy cảnh tượng này thì không hiểu tình hình, bèn xông đến cứu Rosalie, nhưng cuối cùng bản thân lại gặp rắc rối. Các ngươi lại muốn dùng chiêu gì nữa đây? Anh đẹp thợ rừng, chiêu thức 3 trong 1. Cũng được đó. Sao nào Rosalie, cô chịu thua chưa? Đừng hòng, xem ta đây. Dừng tay lại. Sao các người dám bắt nạt một cô gái? Nàng đừng sợ, nàng cứ chạy trước đi. Sợ? Ta mà sợ họ à? Nè tên kia, ngươi là ai mà xông tới phá đám hả? Anh em thợ rừng, xông lên cho hắn biết tay. Nè, các ngươi. Thật là không tự lượng sức mình. Hắn rồi. Quang hô, quang hô. Chúng ta là anh em thở lên. La la la, la la la. Nè, ngươi không sao chứ? Nè, các người mạnh tay quá rồi đó. Nè, mới chơi nhiêu đó mà xỉu rồi hả? Thiệt là chán quá. À, đầu của ta. Tỉnh rồi. Giờ phải làm sao? Sao rồi? Đã tìm thấy hoàng tử chưa? Thưa hoàng hậu, chúng thần đã lục tìm khắp trong ngoài kinh thành, nhưng vẫn chưa tìm ra hoàng tử. Mau cử thêm người tìm trong rừng. Có tin tức gì, phải về báo cáo cho ta ngay lập tức. Tuân lệnh hoàng hậu. Hoàng hậu, xin người chú trọng sức khỏe. Nhưng Henry của ta không biết bây giờ ra sao nữa. Nhất định anh ấy sẽ không sao đâu. Từ nhỏ con đã bầu bạn cùng Henry. Anh ấy văn võ song toàn như vậy, chắc chắn sẽ bình an trở về. Cảm ơn con em ba. Ta cũng chỉ mong như vậy. Các người muốn gì? Mau thả ta ra. Muốn thả người hay không thì phải đợi lệnh của chủ nhân chúng ta đã. Nàng là chủ nhân của những người này. Ừ, đúng vậy. Nhưng rõ ràng ta thấy những người này tấn công nàng mà. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng tôi đang luyện võ với nhau mà. Luyện võ? Vậy mà ta cứ tưởng. Rosalie, cô đừng nói chuyện với người lạ. Lỡ hắn là kẻ xấu thì sao? Đúng đó. Xưa nay làm gì có ai dám đến Dương Quốc Cây Lá Gai chứ? Nói mau, ngươi là ai? Đến đây làm gì? À, xin mọi người đừng hiểu lầm. Tôi là Henry, hoàng tử của Dương Quốc Hoa Hồng. Tôi đến đây chỉ muốn gặp đức vua của các người thôi. Gặp cha ta à? Cha nàng sao? Vậy nàng là... Đây là công chúa Rosalie, con gái cưng của đức vua và hoàng hậu Dương Quốc Cây Lá Gai. Tốt quá rồi. Vậy nàng có thể giúp ta diện kiến đức vua được không? Ngươi gặp cha ta để làm gì? À, ta muốn gặp đức vua để... Khoan đã. Đây là phép thuật ư? Đây là lá gai sự thật. Chỉ cần ngươi nói dối bất cứ chuyện gì, lá gai này sẽ đâm thẳng vào ngươi. Nào, bắt đầu đi. Vì sao ngươi lại muốn gặp cha ta? Chuyện là như vậy.
Ta hiểu rồi, hoàng tử Henry. Tốt nhất chàng nên về đi. Tại sao vậy? Chẳng lẽ nàng vẫn chưa tin lời ta? Ta biết chàng không nói dối, nhưng có điều này chàng chưa biết. Cha ta vô cùng khó tính và rất thích chơi trò đánh đố. Ta chỉ sợ chàng không đủ sức vượt qua. Chưa thử thì sao biết sẽ không thành công? Ta nợ ân tình của Hưu Thần nên sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Ba anh em thợ rừng, mau tiễn hoàng tử về đi. Tuân lệnh công chúa Rosalie. Nguy rồi, cha ta đang tới. Thợ rừng, mau trở về nhà. Nơi đây có nhiều điều thật kỳ lạ. Hy vọng sớm tìm ra bảo bối có thể giúp ích cho Hưu Thần. Henry, chàng còn đứng đó làm gì? Mau trốn đi. Sao ta phải trốn? Ta đang muốn gặp cha nàng mà. Ôi, không kịp rồi. Kẻ nào to gan dám vào vương quốc của ta? Rosalie, hắn ta có làm hại gì con không? Dạ, không có, thưa cha. Thưa đức vua, tôi là Henry, hoàng tử vương quốc Hoa Hồng. Tôi đến là để... Regan, mau bắt hắn về lâu đài cho ta. Rosalie, con cũng mau quay về lâu đài đi, trời sắp tối rồi. Dạ, thưa cha. Thưa đức vua, ông hãy nghe tôi giải thích. Nguy rồi, mình phải giúp Henry mới được. Henry, con đang ở đâu? Đừng, đừng đi vào khu rừng, mẹ cấm con. Cứu giới, cứu giới. Hôm nay ngươi phải chết. Không được làm hại con ta. Hưu Thần, dừng tay ngay. Hoàng hậu, bà vẫn khỏe chứ? Ta tới tìm bà để báo thù đây. Hoàng hậu, người lại thấy ác mộng sao? Hay để tôi nhờ thái y sắc cho người chén thuốc an thần nha. Người cứ mất ngủ thế này thì sẽ lâm bệnh mất. Không cần, ta chỉ lo lắng cho Henry quá mà thôi. Bà cả ha, đã có tin tức gì của hoàng tử chưa? Dạ thưa hoàng hậu, vẫn chưa có tin gì của hoàng tử. Không lẽ Hưu Thần đã bắt Henry để trả thù? Không được, mình phải mau chóng tìm được con. Bà cả ha, mau chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt. Ta phải vào khu rừng một chuyến. Nhưng đã nhiều năm rồi, người đâu có vào rừng. Bây giờ lại muộn thế này. Nhanh lên. Dạ, tuân lệnh hoàng hậu. Ta biết ngươi đang ở đây. Mau ra đi Hưu Thần. Chẳng phải ngươi rất muốn trả thù ta hay sao? Hoàng hậu, ba còn dám đến đây à? Hưu Thần, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Hoàng hậu, ba muốn làm gì? Muốn ngươi giao con trai ta ra. Nếu không, đừng trách ta. Hoàng hậu, ba hết lần này đến lần khác hãm hại ta, ba vẫn tàn nhẫn như năm nào. Vì Henry, ta có thể làm tất cả mọi thứ. Ta hỏi lại một lần nữa, con trai ta đang ở đâu? Ta không biết. Đi coi, ngươi còn nói dối đến bao giờ? Ngươi đâu? Bắn tên! Mau bắt lấy Hưu Thần cho ta! Hưu Thần, ngươi muốn làm gì? Tôi theo. Bà tưởng tôi sẽ mãi nhân nhượng với bà sao? Hoàng hậu, giết ta đi. Chẳng phải ngươi hận ta lắm sao? Bà, nhưng xin ngươi hãy thả con trai ta ra. Henry không có lỗi trong chuyện này. Sao tất cả những gì bà đã gây ra cho ta, bà nghĩ mình có thể đặt điều kiện với ta sao? Hưu Thần,
ta cầu xin ngươi. Ta chỉ có đứa con trai duy nhất mà thôi. Henry vẫn đang mạo hiểm ở vương quốc cây lá gai để tìm bảo bối giúp ta. Ta không thể làm hại hoàng hậu được. Hoàng hậu! Người ở đâu? Hoàng hậu! Người ở đâu? Đúng là ta từng gặp Henry, nhưng ta không dám giữ cậu ấy. Tin hay không tùy bà. Và đừng cố tình tìm ta lần nữa. Nếu gặp lại, ta không chắc sẽ tha mạng cho bà đâu. Vậy con trai ta đang ở đâu? Tìm thấy hoàng hậu rồi. Chúng thần bảo vệ hoàng hậu không tốt, xin người trách phạt. Ta không sao. Các người mau tiếp tục chia ra đi tìm hoàng tử. Cố lục tung khắp khu rừng cũng phải tìm ra con trai của ta. Tuân lệnh hoàng hậu. Hưu thần xưa nay không biết nói dối, vậy ta cũng đỡ lo phần nào. Henry của mẹ rốt cuộc đang ở đâu? Hoàng tử Henry à, thật ra ngươi muốn ta ban cho ngươi một bảo bối thần kỳ để giúp hưu thần có lại cặp sừng quý sao? Dạ phải, thưa đức vua. Mong người giúp đỡ cho. Được thôi, với một điều kiện. Là điều kiện gì? Xin đức vua cứ nói. Đó là từ sáng cho đến tối ngày mai, ngươi phải đốn hết cây ở trong cánh rừng lớn. Đốn xong, lúc đó ta mới xét tới việc cho bảo bối hay không. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành thì ngươi phải chết. Ngươi thấy sao? Tôi xin chấp nhận, thưa đức vua. Đây là... rìu đốt củi, rìu đốt củi. Hãy cầm cái rìu này đi đốn củi cho ta. Cố lên, chỉ cần đốn hết cánh rừng này, ta sẽ có được bảo bối giúp hưu thần rồi. Hả? Ôi không, ta mắc lừa rồi. Chiếc rìu bằng thủy tinh thì làm sao có thể đốn củi được chứ? Sao nào Regan, tình hình của tên Henry kia thế nào rồi? Tốt lắm. Để ta nghĩ coi tối nay nên xử hắn chết kiểu gì đây. Dám vào vương quốc của ta để xin bảo bối à? Đúng là nực cười. Con chào cha. Con gái yêu của cha. Con tới tìm cha có chuyện gì không? Con vừa mới làm một chiếc bánh kem hạnh nhân, nên mang đến cho cha ăn thử. Được. Ngon lắm. Rosalai, tay nghề làm bánh của con càng ngày càng tiến bộ rồi đó nghe. Dạ, cảm ơn cha. Vậy cha ăn thêm chút ha. Không được rồi, có cố hết sức thì ta cũng chỉ có thể đốn được vài cành cây nhỏ. Chẳng lẽ mình lại bỏ mạng ở đây? Ta sẽ không để chàng phải bỏ mạng ở đây đâu, Henry. Công chúa Rosalai, gặp lại nàng ta thật vui quá. Ta biết chàng đang gặp khó khăn vì thực hiện yêu cầu của vua cha, nên đến để giúp chàng đây. Nhưng nếu đức vua phát hiện ra thì sẽ trách phạt cả hai chúng ta. Không được, ta không muốn liên lụy tới nàng. Chàng đừng lo, cha ta bây giờ đang ngủ say rồi. Con chỉ bỏ chút thuốc ngủ trong bánh thôi. Cha và Regan cứ ngủ ngon nhé. Cảm ơn công chúa Rosalai. Nhưng vì sao nàng lại giúp ta? Vì qua câu chuyện của chàng, ta biết chàng là người có tấm lòng nhân hậu và trọng tình nghĩa. Mà thôi, chúng ta cần nhanh chóng đốn củi, kẻo không kịp. Phải. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Vì cái rìu bằng thủy tinh nên đã bị dở rồi, ta không còn dụng cụ nào khác để đốn củi hết. Chàng đừng lo, chuyện đốn củi khó với chàng, nhưng lại rất dễ dàng với các anh em thợ rừng. Thợ rừng đâu? Mau ra đây. Chúng ta là ba anh em thợ rừng. La la la. Công chúa Rosalai, cô muốn chúng tôi làm gì? Hãy giúp Henry đốn hết cánh rừng này, sau đó xếp củi lên những chiếc xe cho ta. Nhưng chỉ có ba anh em thợ rừng, sợ rằng cũng không thể đốn hết cây trong cánh rừng này. Ai
đầy bão, cậu chúng tôi chỉ có 3 người. Anh em thợ rừng, mau làm việc thôi. Thật là thần kỳ, hãy cho ta được góp sức cùng với mọi người nha. Lạ thật, sao ta lại ngủ say tới như vậy? Regan, Regan, dậy mau! Đất chúa muôn năm! Trời ơi, sao ngươi cũng ngủ say như vậy? Trời tối rồi, mau tới cánh rừng kiểm tra xem Henry đã đốn củi tới đâu rồi đi! Làm sao hắn ta có thể... Regan, ngươi đi dò thám kiểu gì vậy hả? Đức vua muôn năm! Thưa đức vua, tôi đã làm đúng theo yêu cầu của người. Xin hãy trao bảo bối cho tôi như đã hứa. Ta hứa trao bảo bối cho ngươi khi nào? Nhưng rõ ràng người đã nói... Đó là từ sáng cho đến tối ngày mai. Ngươi phải đốn hết cây ở trong cánh rừng lớn. Đốn xong... Lúc đó ta mới xét tới việc cho bảo bối hay không. Ta nói là xem xét, chứ không có hứa là sẽ đưa bảo bối cho ngươi. Đức vua đã cố tình làm khó mình. Henry, không được mất bình tĩnh. Nếu không thì uổng phí bao công sức. Nhất là uổng phí sự giúp đỡ của công chúa và thợ rừng. Vậy tôi phải làm gì thì người mới chấp nhận trao bảo bối thần cho tôi? Chỉ cần từ sáng đến tối mai, ngươi phải dọn sạch một hồ nước rộng lớn để nó trong sáng như gương soi. Trong hồ phải có đủ các loại cá. Nếu như không hoàn thành thì ngươi phải chết. Vậy nếu tôi hoàn thành được thì ngươi sẽ giao bảo bối cho tôi chứ? Đương nhiên rồi. Được, vậy tôi chấp nhận điều kiện của ngươi. Đây là... Cuốc đất. Hãy cầm cây cuốc này đi dọn dẹp hồ cá cho ta. Nhưng cuốc này làm bằng thủy tinh, tôi muốn đổi cái cuốc khác. Ngươi không có quyền lựa chọn ở đây. Ta phải làm sao bây giờ? Thật không thể tin một người bình thường có thể đốn hết cả cánh rừng rộng lớn chỉ trong một ngày. Hoàng hậu, nàng nghĩ liệu hắn ta có được ai giúp đỡ hay không? Vì ngày mai đức vua cứ cử người theo dõi là biết thôi mà. Lúc đầu ta cũng cử Regan theo dõi, nhưng không hiểu tại sao sau khi ăn bánh kem của Rosalie xong thì cả ta và Regan đều ngủ quên. Đến khi thức dậy thì trời đã tối rồi, còn Henry thì đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Có chuyện này à? Rosalie, con đến tìm mẹ à? Dạ. Nhưng giờ con phải đi có việc. Con chào mẹ. Con bé này, hôm nay có vẻ kỳ lạ quá. Sao thiếu mất một lọ thuốc ngủ? Hoàng hậu, nàng nghĩ liệu hắn ta có được ai giúp đỡ hay không? Chắc không ai dám làm trái ý của người đâu. Đức vua, người đừng đa nghi quá. Vậy ta sẽ đợi coi. Ngày mai hắn ta không hoàn thành được thì ta sẽ trị tội sao? Những cây lá gai này đang di chuyển sao? Chẳng lẽ chúng đang tấn công mình? Con vừa mới làm xong một cái bánh kem vani, nên mang đến cho cha ăn thử. Con gái ta dạo này thật là siêng năng làm bánh. Đâu, đưa ta nếm thử coi vị vani như thế nào. Hôm qua ăn bánh xong thì bỗng dưng ta lại ngủ say. Chẳng lẽ Rosalie chính là người đã giúp cho Henry? Két két, bánh ngon. Két két, bánh ngon. Bánh ngon lắm.
nhưng mà con cứ để ở đây rồi ra ngoài, cha phải tập trung làm việc. Dạ, vậy cha nhớ ăn nha. Con chào cha. Regan, không được ăn, nhả bánh ra. Cái đồ ham ăn. Regan, ngươi làm sao vậy? Quả nhiên là do Rosalie đã bỏ thuốc ngủ vào bánh rồi. Regan, tỉnh dậy mau. Đất vô muôn năm, đất vô muôn năm. Bay tới chỗ hồ nước trong rừng cho ta, nhanh lên. Regan, có chuyện. Công chúa Rosalie. Henry, có chuyện bị thương. Đó là những cây lá gai rất hung hăng. Đức vua muốn ta phải dọn sạch hồ cá, và trong hồ phải có đủ mọi loại cá. Nhưng ông ấy chỉ giao cho ta một chiếc cuốc bằng thủy tinh. Ta chỉ vừa mới cuốc một nhát, nó đã dở mất rồi. Cha ta đã làm khó chàng rồi. Ta sẽ giúp chàng. Nguy rồi. Chẳng lẽ vua cha đã phát hiện chuyện mình bỏ thuốc ngủ vào bánh? Rosalie, con làm gì ở đây? Con chỉ đi dạo một chút thôi, thưa cha. Ta đang giao thử thách cho Henry. Con không được đến gần khu vực hồ nước. Mau theo cha về lâu đài. Dạ, thưa cha. Regan, về lâu đài thôi. Công chúa đưa cho mình chiếc khăn tay này là có ý gì? Thợ rừng đâu? Mau ra đây. À, đúng rồi. Đây là chiếc khăn mà công chúa dùng để triệu tập các anh em thợ rừng mà. Thợ rừng đâu? Mau ra đây. Chúng ta là anh em thợ rừng. La la la. Quang Henry, sao lại là cậu? Công chúa Rosa đâu rồi? Công chúa đang ở trong lâu đài. Nàng ấy đã đưa chiếc khăn này cho ta. Nếu vậy thì từ bây giờ cậu chính là chủ nhân của chúng tôi. Ta là chủ nhân của các ngươi sao? Đúng vậy. Ai có trong tay chiếc khăn thần sẽ là chủ nhân của anh em thợ rừng chúng tôi. Công chúa Rosalie, không ngờ nàng lại tốt và tin tưởng giao cho ta một vật quý giá như vậy. Henry, cậu muốn chúng tôi làm gì? Được. Vậy trước khi trời tối, các ngươi hãy giúp ta dọn sạch hồ nước rộng lớn kia, để nó trông sáng như gương soi. Trong hồ phải có đủ các loại cá. Tuân lệnh hoàng tử Henry. Anh em thợ rừng, mau làm việc thôi. Mình được cứu rồi. Công chúa Rosalie, cảm ơn nàng. Không biết Henry có nhớ cách sử dụng khăn thần hay không? Trời gần tối rồi. Thật lo quá. Regan, người làm ta giật cả mình. Tránh ra. Đức vua có lệnh. Không được đi, không được đi. Cha sai Regan giám sát mình như vậy, sao mình giúp Henry được đây? Rosalie, con lại muốn giúp đỡ cho cái tên Henry đó sao? Dạ con không có ý đó. Tốt. Chuyện con lén bỏ thuốc ngủ vào bánh, cha tạm thời không truy cứu. Nhưng con không được tiếp tay cho Henry bất cứ lần nào nữa. Nếu không thì đừng có trách cha. Cha đã nói với con rất nhiều lần rồi. Bất cứ ai ở bên ngoài vương quốc cây lá gai cũng đều xấu xa hết. Con nên cẩn thận thì hơn. Nhưng Henry chỉ muốn có bảo bối để giúp hưu thần có lại cặp sừng thôi mà. Chàng đâu có ác ý gì đâu thưa cha. Làm sao biết hắn ta còn muốn gì nữa không? Ta đã nói rồi, vương quốc cây lá gai không phải là nơi cứ muốn đến xin này nọ là được. Hắn phải chịu sự trừng phạt. Cha thật vô lý. Đứa con gái này, ta yêu thương nó biết bao nhiêu, mà bây giờ vì một người ngoài lại dám cãi lại ta. Regan, tiếp tục canh chừng công chúa, có nghe chưa? Tức là đất vua. Mà trời cũng sắp tối rồi. Để coi lần này Henry có hoàn thành được thử thách của ta hay không. Thank you.
hồ đã sạch đẹp rồi, giờ chỉ còn bắt cá về đầy hồ nữa là xong. Tốt quá rồi, các thợ rừng giỏi quá. Thợ rừng, mau trở về nhà. Sao nào Henry, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa? Mời đức vua kiểm tra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin đức vua hãy trao bảo bối như lời đã hứa. Chắc chắn đã có người giúp cho hắn. Nếu không thì làm sao chỉ với một cái cuốc bằng thủy tinh, hắn ta có thể dọn sạch hồ cá và còn thời gian bắt cá bỏ đầy vào trong hồ như vậy? Thưa đức vua, đúng là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thôi được, ngươi cứ về lâu đài nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta sẽ giao bảo bối cho ngươi. Đa tạ đức vua. Ngươi đừng có vội mừng, nhất định ta sẽ điều tra làm rõ coi ai đã giúp ngươi dọn sạch hồ cá. Henry, chúc mừng chàng đã vượt qua thử thách của vua cha. Cảm ơn Rosalie, tất cả là nhờ nàng giúp đỡ. Ta gửi lại nàng chiếc khăn thần. Cũng may nhờ có anh em thợ rừng giúp đỡ nên ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của đức vua. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, ta xin trả lại cho nàng. Regan, lại là ngươi. Trả chiếc khăn cho ta. Gian lận. Regan, ngươi làm tốt lắm. Thì ra ngươi đã dùng chiếc khăn thần triệu tập anh em thợ rừng để giúp ngươi. Ngươi đã gian lận. Ngươi đâu? Nhốt hắn vào ngục cho ta. Nhưng chính đức vua đã cố tình làm khó tôi trước, khi chỉ đưa mỗi chiếc rìu và chiếc cuốc bằng thủy tinh để hoàn thành thử thách. Tôi không phục. Ngươi không phục thì ngươi cũng phải bị trị tội. Xin cha hãy tha cho Henry. Chính con đã đưa chiếc khăn thần cho chàng. Nếu trừng phạt, xin cha hãy trừng phạt con. Rosalie, đây là chiếc khăn thần vô cùng quý giá. Ta tặng nó cho con vì hy vọng các thợ rừng có thể sẽ luôn kề bên, sẵn sàng bảo vệ con mọi lúc mọi nơi. Không ngờ con lại dùng nó để giúp đỡ cho người ngoài. Được, vậy thì ta cũng sẽ trừng phạt nó. Không, khăn thần của con. Rosalie, ta xin lỗi nàng, là ta đã liên lụy nàng. Đây là bài học cho con. Vì sai lầm này mà từ nay con sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại các anh em thợ rừng nữa. Các anh em thợ rừng yêu mến của ta, cha thật nhẫn tâm. Họ đã bầu bạn với con nhiều năm qua, sao cha nỡ lòng nào. Vậy thì đừng bao giờ cố tình làm trái ý của cha. Henry, người đâu? Nhốt hắn vào ngục cho ta. Nàng coi có tức không? Rosalie dám lấy khăn thần ta tặng đi giúp đỡ cho cái tên Henry xa lạ kia. Bây giờ còn trách ngược lại ta là nhẫn tâm nữa. Sao? Có chuyện này sao? Thiếp chợt nghĩ, hay là con gái chúng ta có tình cảm đặc biệt với Henry, nên mới cố tình giúp cậu ấy hết lần này đến lần khác. Không thể được. Ta không cho phép điều này diễn ra. Rosalie chỉ được phép lấy người thuộc vương quốc cây lá gai mà thôi. Kìa, đức vua, tình cảm không phải là chuyện muốn cấm đoán là được. Với lại, cũng là suy đoán của thiếp mà thôi. Nghe hoàng hậu nói vậy ta càng lo hơn. Sáng mai ta phải nhanh chóng xử lý Henry mới được. Thôi được, nhưng cậu hãy nhớ, bất cứ khi nào thấy nguy hiểm thì hãy mau chóng trở về. Hãy hứa với ta như vậy. Ta hứa, cảm ơn ngươi. Hưu thần, ta không thể giữ lời hứa với ngươi được rồi. Với tình cảnh hiện tại, ta cũng chẳng biết mình còn có thể trở về được nữa hay không. Hoàng hậu, người hãy ráng uống chén thuốc bổ cho mau khỏe à. Ngày nào Henry còn chưa trở về, ta có uống bao nhiêu thuốc bổ cũng chẳng thấy khỏe được. Nhưng người phải uống thuốc đều đặn thì mới sớm khỏe. Khỏe rồi thì mới tiếp tục có sức mà tìm Henry được. Còn đâu phải, ta phải khỏe để còn đích thân đi tìm Henry.
Suốt mấy ngày qua, lúc nào con cũng túc trực bên cạnh ta. Thực sự ta rất cảm động. Hoàng hậu đừng khách sáo với con như vậy. Ba mẹ con mất sớm. Từ nhỏ, người đã quan tâm con như người trong hoàng tộc. Còn cho con học hành, vui đùa cùng Henry. Con rất biết ơn và cũng rất quý mến người. Vậy, con có tình cảm gì với hoàng tử không? Tốt quá rồi. Đợi Henry trở về, ta nhất định sẽ tổ chức lễ cưới long trọng cho hai đứa nha. Nhưng con chưa biết ý của Henry thế nào. Hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ý của ta thì cũng chính là ý của Henry. Vậy con xin cảm ơn hoàng hậu đã tác hợp cho chúng con ạ. Từ nay con có thể gọi ta là mẹ được rồi. Con dâu ngoan của mẹ. Mẹ, thật không uổng công ta bao nhiêu năm qua đã cố lấy lòng hoàng hậu. Bây giờ chỉ cần Henry trở về thì mình chắc chắn sẽ trở thành vợ của hoàng tử rồi. Chuyện gì vậy? Các ngươi, Rosalie, là nàng Henry, đi mau thôi. Nếu đức vua biết nàng cứu ta như vậy, ông ấy sẽ không để yên cho nàng. Chuyện chiếc khăn thần bị đốt cháy là ta đã có lỗi với nàng. Ta không muốn liên lụy nàng thêm. Chuyện đã lỡ rồi, ta không trách chàng đâu. Nhưng nếu đêm nay chàng không trốn đi, e sẽ không kịp mất. Kìa, đức vua, tình cảm không phải là chuyện muốn cấm đoán là được. Với lại, cũng là suy đoán của thiếp mà thôi. Nghe hoàng hậu nói vậy ta càng lo hơn. Sáng mai ta phải nhanh chóng xử lý Henry mới được. Henry, chúng ta nhanh đi thôi. Rosalie, ta rất cảm kích vì sự giúp đỡ của nàng. Nhưng nếu nàng bỏ trốn cùng ta, thì sau này làm sao nàng quay trở lại vương quốc cây lá gai được nữa. Ta không thể vì mạng sống của mình mà ích kỷ làm hại nàng mất đi gia đình. Nhưng ta không thể để chàng gặp nguy hiểm. Ta không muốn cha ta làm hại người vô tội và cũng là người ta yêu quý. Rosalie, cảm ơn nàng. Thật may mắn là ta đã gặp nàng. May mắn nhất là nàng cũng đối xử tốt với ta như tấm lòng ta dành cho nàng. Nhất định ta sẽ không bao giờ phụ bạc tình cảm của nàng. Nàng yên tâm, chỉ cần an toàn trở về vương quốc Hoa Hồng, ta nhất định sẽ thưa chuyện với mẹ để hỏi cưới nàng. Ta tin chàng. Bây giờ thì chúng ta đi nhanh thôi. Mong cha mẹ hãy hiểu cho con. Cái gì? Henry đã trốn thoát, lại là công chúa đã giải cứu cho hắn ta. Regan, mau đuổi theo, không được để chúng rời khỏi vương quốc cây lá gai. Rosalie, dừng lại. Henry, đừng không thoát khỏi ta đâu. Ôi, cha ta sắp đuổi tới nơi rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là nàng cứ giao ta cho cha nàng đi, nàng sẽ không bị trách phạt. Henry, chàng đừng nói vậy. Có khó khăn cách mấy, ta cũng sẽ tìm cách vượt qua cùng chàng. Ta nhớ ra một chiêu phép thuật mà mẹ ta từng dạy. Bây giờ ta sẽ biến chàng thành bụi gai, còn ta thành một đóa hoa hồng ở giữa bụi gai đó. Henry, chàng nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phát ra tiếng động. Rõ ràng ta vừa thấy Rosalie và Henry mà, sao tới đây lại mất dấu rồi? Regan, người có thấy chúng không? Không thấy, không thấy. Đau, đau. Regan, người ồn ào quá đi. Chúng có thể trốn ở đâu được kìa. Chúng ta đang đi tìm người, không phải là đi dạo chơi hái hoa đâu Regan. Bảo đi thôi. Xém chút nữa là Regan phát hiện ra rồi. Rosalie, nàng thật giỏi. Chúng ta đừng mừng vội, mau chóng đi tiếp rồi nói. Chỉ cần đến bìa rừng thuộc vương quốc Hoa Hồng thì chúng ta sẽ an toàn. Đức vua, người đã tìm thấy Rosalie và Harry chưa?
Đúng ra ta đã đuổi kịp, nhưng cuối cùng lại để mất dấu. Đúng là tức chết mà. Mất dấu như thế nào? Đức vua hãy kể cho thiếp nghe xem. Thì ta đuổi theo mãi, sau đó chỉ thấy một bụi gai và một đóa hoa hồng mà thôi. Đó là phép biến hình mà thiếp đã dạy cho Rosalai. Chỉ cần đức vua hái đóa hoa hồng thì bụi gai cũng sẽ đi theo người. Trời ơi, thì ra là vậy. Regan đã cố ý nhắc rồi mà ta lại không để ý mới chết chứ. Mau đuổi theo, lần này nhất định phải bắt cho được chúng trở về. Rosalai, Henry, dừng lại ngay. Ôi, cha ta lại sắp đuổi tới rồi. Chúng ta phải làm sao? Hay nàng lại biến thành đóa hoa hồng và ta trở thành bụi gai? Không được, chắc chắn cha sẽ nghi ngờ. Chúng ta phải đổi cách khác thôi. Cách khác sao? Ta nghĩ ra rồi. Bây giờ ta sẽ biến chàng thành một cỗ xe ngựa và biến mình trở thành một ông lão đánh xe ngựa. Henry, chàng nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng. Vì giờ chàng là cỗ xe và con ngựa đó. Rõ ràng ta vừa mới thấy Rosala và Henry, sao lại mất dấu nữa rồi? Regan, ngươi tìm xung quanh coi có bụi gai và đó hoa hồng nào khả nghi hay không? Không có, không có. Lạ thật. Regan, không được vô lễ với người lớn tuổi. Regan, chúng ta đang đi tìm người, không phải đi phá rối người khác đâu. Mau đi thôi. Con Regan này thật lợi hại, xém chút nữa là bị nó phát hiện ra rồi. Rosalai, nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Thiếp không sao, nhưng chắc chắn vua cha và Regan sẽ sớm nghi ngờ. Mình tiếp tục đi thôi. Giữa khu rừng vắng vẻ lại có một ông lão đánh xe ngựa kỳ lạ. Đức vua không nghi ngờ gì sao? À, đúng rồi, nàng nhắc ta mới thấy chuyện này lạ thật. Vì đó chỉ là phép biến hình mà thiếp đã dạy cho Rosalai. Chỉ cần đức vua bắt ông lão thì cỗ xe ngựa cũng đi theo. Trời ơi, thì ra là vậy. Regan đã ra hiệu rồi nhưng ta lại không để ý. Lần này vẫn bị Rosalai và Henry qua mặt nữa. Hay là đức vua để thiếp trực tiếp ra tay? Cũng được. Hoàng hậu tinh thông nhiều phép thuật, vậy nàng hãy mau đuổi theo Rosalai và Henry kẻo không kịp. Được, đức vua cứ ở lâu đài đợi tin thiếp. Thiếp cũng muốn xem là chàng trai nào đã khiến cho con gái mình thay đổi nhiều như vậy. Rosalai, con không thể chạy thoát đâu, mau dừng lại. Ôi không, giờ chính mẹ đang đuổi theo chúng ta. Hoàng hậu sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đành liều một phen vậy. Thiếp sẽ biến chàng thành một cái hồ và biến mình thành một con cá. Sao tới hồ nước này lại mất dấu rồi? Thật lạ lùng. Chút phép thuật của con thì làm sao qua mắt được mẹ hả Rosalai? Nguy rồi. Lẽ nào mẹ đã phát hiện ra phép biến hình của mình? Nếu đã không bắt được Harry thì ta đành bắt đỡ con cá nhỏ này về trị tội vậy. Rosalai, mẹ phải thử xem người con dành nhiều tình cảm có thật sự yêu con hay không. À, đau quá, đau quá. Không, xin hoàng hậu đừng làm đau nàng ấy. Thiếp đã dặn chàng, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng, kẻo phá hỏng phép thuật. Vậy mà chàng... Nhưng ta không thể để nàng vì ta mà đau đớn như vậy. Ta không chịu được. Hoàng hậu, xin bà cứ trị tội tôi. Công chúa không có lỗi gì cả. Là tôi đã ép buộc công chúa giải cứu mình. Không thưa mẹ, là con tình nguyện cùng Henry bỏ trốn. Xin mẹ hãy tha cho chàng. Mẹ muốn trách phạt con sao cũng được. Các ngươi đã làm trái lệnh của đức vua, vượt ngục bỏ trốn, cả hai đều đáng bị trừng phạt. Rosalai, con là công chúa của Dương quốc, được mẹ truyền dạy phép thuật là để bảo vệ bản thân.
sau này có trách nhiệm để bảo vệ thần dân của mình. Vậy mà con lại dùng nó để đối phó ngược với cha mẹ mình. Con biết lỗi của mình chưa? Con biết, con đã làm cho cha mẹ buồn lòng. Nhưng thật lòng, con chỉ muốn bảo vệ người mà con yêu thương. Mong mẹ hãy hiểu cho con. Hoàng hậu, xin bà cứ trị tội tôi. Tôi sẵn sàng nhận mọi trừng phạt. Được, là ngươi tự xin chịu phạt thì đừng trách ta. Chỉ cần ngươi bỏ mạng tại đây, ta sẽ không truy cứu tội của Rosalie nữa. Không, Henry, chàng đừng làm vậy. Nếu không có chàng, ta cũng không thể sống nữa. Mẹ! Rosalie, hãy nghe ta. Nàng hãy trở về vương quốc và xin lỗi đức vua. Ông ấy là cha nàng, nhất định sẽ tha thứ cho nàng thôi. Cảm ơn nàng vì khoảng thời gian qua đã cùng ta vượt qua bao sóng gió. Không! Ta không sao cả. Chuyện này... Đây chỉ là một phép thử, để xem Harry có xứng đáng với tình cảm của con không. Thôi được rồi, từ nay ta sẽ không ngăn cấm hai con nữa. Con cảm ơn mẹ. Cảm tạ hoàng hậu. Rosalie, ta biết con đã thật sự phải lòng Henry, và cậu ấy cũng thật lòng với con. Nhưng tạm thời, cha con sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Bởi thế, tốt nhất hai con cứ lánh đi nơi khác. Ta sẽ khuyên nhủ đức vua sao? Con hiểu rồi, thưa mẹ. Nhưng còn chuyện này khiến ta vô cùng lo lắng. Bởi chỉ cần rời khỏi vương quốc cây lá gai thì mọi phép thuật con đang có đều mất đi. Con sẽ không thể bảo vệ chính mình được nữa. Xin hoàng hậu an tâm. Con là hoàng tử vương quốc Hoa Hồng. Con xin hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ công chúa. Được, vậy ta cũng yên tâm phần nào. Đây là ba hộp hồ đào thần kỳ mà ta đã luyện thành trong nhiều năm. Rosalie, con hãy giữ thật kỹ bên mình. Nó sẽ giúp được con trong những lúc khó khăn nhất. Con cảm ơn mẹ. Con hãy nhớ rằng, hạt hồ đào tuy thần kỳ, nhưng có hai việc nó không thể thực hiện được. Một là không thể cứu người chết sống lại. Hai là không thể ép buộc tình cảm của người khác dành cho mình. Con nhớ rồi. Con nhất định sẽ giữ chúng thật cẩn thận. Thôi, không còn sớm nữa, hai con hãy mau đi đi. Đến đây, phép thuật của thiếp không còn linh nghiệm nữa rồi. Chúng ta phải đi bộ thôi. Không sao, chỉ cần đi một đoạn là tới lâu đài của ta rồi. Nàng chịu khó nha, Rosalie. Ôi, Henry, cuối cùng cậu cũng quay lại. Đây là... Mừng vì ta có thể gặp lại hưu thần. Đây là Rosalie, công chúa vương quốc cây lá gai. Nếu không có nàng ấy, chưa chắc ta còn sống đến hôm nay. Thì ra, đây chính là hưu thần. Cũng là lý do mà chàng lặn lội đến vương quốc cây lá gai sao? Chỉ tiếc là dù thực hiện nhiều thử thách của đức vua, nhưng ông ấy vẫn không trao bảo bối cho ta. Hưu thần, ta xin lỗi. Kìa Henry, cậu vì ta mà mạo hiểm như vậy, ta không trách cậu đâu. À, khoan đã, hạt hồ đào thần kỳ có lẽ sẽ giúp được hưu thần. Nhưng đó là vật báo mà hoàng hậu đặc biệt tặng cho nàng phòng khi gặp khó khăn. Không sao đâu Henry, thiếp vẫn còn tới hai hạt hồ đào mà. Vả lại, thiếp rất cảm động sau khi nghe chuyện của hưu thần. Hãy để thiếp được giúp chàng và hưu thần. Hạt hồ đào thần kỳ, hãy giúp hưu thần một lại cặp sừng đã mất. Ôi, ta cứ tưởng sẽ không bao giờ có được cặp sừng như xưa. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Cảm ơn hoàng tử Henry và công chúa Rosalie rất nhiều. Hy vọng từ nay ngươi sẽ bỏ qua tội lỗi mà mẹ ta đã gây ra, và hãy sống vui vẻ như xưa nha hưu thần. Tôi chúc hoàng tử và công chúa hạnh phúc nha. Thôi, tôi đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt hưu thần. Tới lâu đài của ta rồi. Rosalie, nàng hãy ở đây nghỉ ngơi. Ta vào thưa chuyện với mẹ, sau đó lấy xe ngựa ra đón nàng vào nha. Được, vậy tiếp đợi chàng.
Hứa hoàng hậu, hoàng tử đã trở về. Bà ca, bà nói sao? Ta không nghe nhầm chứ? Thưa mẹ. Henry, con đã đi đâu nhiều ngày quá. Con có biết mẹ nhớ và lo lắng cho con nhiều lắm không? Con xin lỗi mẹ, nhưng bây giờ con đã mạnh khỏe trở về, con sẽ không làm cho mẹ phải bận tâm nữa. Từ ngày chàng đi, mẹ không có ngày nào ngủ ngon. Mẹ thật sự rất lo cho chàng. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Nhưng sao em Ma lại gọi mẹ là... Con đã trở về rồi. Con nghỉ ngơi rồi vài ngày nữa, mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho con và em Ma. Lễ cưới? Đúng là con muốn tổ chức một lễ cưới, nhưng mà... Con yên tâm, mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa một lễ cưới thật long trọng. Những ngày con đi, em Ma đã chăm sóc mẹ rất nhiều. Em Ma là con gái của dòng dõi bậc trung thần, từ nhỏ lại lớn lên cùng con. Hai đứa con quả thật là vô cùng xứng đôi. Không, con chỉ muốn tổ chức lễ cưới với người con yêu, và người ấy không phải là em Ma, thưa mẹ. Hả? Con nói sao? Con không muốn lấy em Ma. Vậy con muốn cưới ai? Thưa mẹ, con muốn cưới Rosalai, là con gái của đức vua và hoàng hậu Vương quốc Cây Lá Gai. Không đời nào. Đó là con gái của một đức vua nổi tiếng độc ác và một bà hoàng hậu có dòng dõi phù thủy. Nó không xứng với con. Nhưng con chỉ yêu một mình Rosalai. Cả cuộc đời này con chỉ muốn cưới nàng ấy làm vợ. Kìa, Emma. Bà ca, mau đuổi theo xem Emma thế nào. Dạ, thưa hoàng hậu. Henry, con có biết con vừa làm tổn thương Emma không? Vậy tại sao mẹ lại tự ý quyết định người con sẽ cưới làm vợ? Mẹ cũng đang làm tổn thương con và Rosalie đó. Vì mẹ muốn tốt cho con. Mẹ biết ai là người phù hợp với con nhất. Không, mẹ chỉ đang chọn người phù hợp trong mắt mẹ mà thôi. Mẹ hãy nghe con giải thích. Rosalie đã vì con mà làm rất nhiều chuyện. Chúng con thật lòng. Trong lúc Henry giải bày về tình cảm của mình và Rosalie, thì hoàng hậu đã nhanh tay đưa vào miệng Henry viên thuốc quên đi mà hưu thần cho bà, khiến hoàng tử vô cùng bất ngờ. Mẹ, mẹ là như vậy. Henry, con hãy quên đi tất cả những ký ức về Rosalie, người con yêu, và muốn cưới làm vợ chính là Emma. Không phải vậy, không phải. Xin lỗi mẹ, mẹ vừa nói gì? Ta nói con mệt rồi. Hãy về phòng nghỉ ngơi, để vài ngày tới chuẩn bị tổ chức lễ cưới với Emma. Dạ thưa mẹ. Cũng may ta vẫn luôn giữ viên thuốc quên đi của hưu thần, bây giờ mới có dịp dùng đến. Henry, mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng trách mẹ nhé. Sao mãi mà không thấy Henry ra đón mình vậy? Hoàng tử sắp tổ chức đám cưới, chuẩn bị lại nhiều việc đây. Thông báo tổ chức lễ cưới của hoàng tử Henry và tiểu thư Emma. Không thể nào. Emma, con đừng giận Henry vì những lời nói hôm trước nha. Sắp tới ngày vui của hai con, ta sẽ chọn cho con một bộ váy lộng lẫy nhất. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bộ này chưa đủ sang trọng. Chiếc váy này lại quá sặc sỡ. Này cô kia, hôm nay ta vẫn cần tìm chiếc váy cưới thật xinh đẹp cho Emma, vợ tương lai của hoàng tử. Chiếc váy mà ngươi muốn dâng lên đâu? Thưa hoàng hậu, thưa tiểu thư Emma, tôi có thể dâng lên bất cứ chiếc váy nào theo yêu cầu, nhưng tôi có một điều kiện nhỏ. Ngươi muốn ta ban thưởng gì chứ? Yên tâm, chỉ cần Emma thích, ta sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều vàng bạc. Thứ tôi muốn không phải là vàng bạc. Không muốn vàng bạc. Vậy cô muốn gì? Dạ thưa, tôi muốn ngủ trước cửa phòng của hoàng tử Henry một đêm. Yêu cầu của ngươi thật khó hiểu. Kìa mẹ, yêu cầu của cô ta tuy khó hiểu nhưng cũng chẳng làm hại ai. Dù gì chúng ta đã xem rất nhiều mẫu váy rồi, nhưng chẳng chọn được chiếc nào. Hãy xem chiếc váy của cô ta thế nào đã.
Thôi được, nếu Emma ưng ý chiếc váy của ngươi, ta sẽ chấp thuận yêu cầu này. Cảm ơn hoàng hậu. Hãy cho ta một chiếc váy cưới lộng lẫy, kiêu sa nhất trên thế giới này. Wow, chiếc váy như đang tỏa sáng lấp lánh. Đây đúng là thứ mà ta đang tìm kiếm. Emma, con sẽ là cô dâu xinh nhất trần đời khi diện chiếc váy này vào ngày cưới. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi để đổi lấy chiếc váy này cho Emma. Tối nay, ta sẽ sắp xếp để ngươi được ngủ trước cửa phòng của hoàng tử. Cảm ơn hoàng hậu. Theo lệnh của hoàng hậu, tối nay cô có thể ngủ ở đây. Cảm ơn bà. Henry, chàng có nhớ thiếp không? Thiếp chính là Rosalie đây. Chàng có nhớ khoảng thời gian mình ở bên nhau, cùng trải qua biết bao thử thách, gian truân. Thiếp đã giúp chàng đốn cả cánh rừng rộng lớn. Thiếp đã đưa cả khăn thần để giúp chàng dọn sạch hồ nước. Thiếp đã cãi lời cha, giải cứu cho chàng khỏi ngục tù, rồi cùng chàng chạy trốn cả quãng đường dài. Henry, chẳng phải chàng từng hứa trước mặt mẹ thiếp sẽ yêu thương, bảo vệ thiếp cả đời sao? Xin hoàng hậu an tâm, con là hoàng tử Dương quốc Hoa Hồng. Con xin hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ công chúa. Tại sao bây giờ chàng lại quên tất cả những ký ức của chúng ta? Tại sao chàng lại bỏ rơi thiếp để cưới một người khác? Henry ơi, xin chàng hãy nhớ lại. Thì ra cô ta chính là Rosalie, người mà Henry muốn cưới. Cũng may mình đã tính toán trước. Emma, nàng vẫn chưa ngủ sao? Thiếp hơi lo lắng trước ngày cưới nên vẫn chưa ngủ được. À, thiếp có pha cho chàng một ly trà hoa hồng, chàng uống để dễ ngủ nhé. Cảm ơn Emma, nàng thật là chu đáo. Mình nhất định không để cô ta phá hỏng lễ cưới của mình. Hoàng tử Henry, sao trông cậu uể oải vậy? Hôm nay là ngày vui của cậu và tiểu thư Emma mà. Bà Cara, ta thật không thể nào hiểu nổi chính bản thân mình. Hôm nay là một ngày trọng đại, nhưng ta lại chẳng thấy vui chút nào hết. Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả? Không, ta không sao. Ta chỉ không biết liệu Emma có thật sự là người ta muốn lấy làm vợ không. Nếu phải thì tại sao ta lại không có chút cảm xúc nào với nàng ấy? Chắc do ta lo lắng quá. Bà Cara, hãy mau chuẩn bị lễ phục giúp ta đi. Dạ, tuân lệnh hoàng tử. Emma, tại sao lại nhốt ta? Chẳng phải cô đã có chiếc váy mà cô muốn rồi sao? Mau thả ta ra. Vì sao nhốt cô lại à? Vì tất cả những gì cô kể lễ trước cửa phòng của Henry, ta đều nghe thấy cả rồi. Nhưng rất tiếc, Henry đã bị ta chuốc thuốc ngủ nên chẳng nghe được lời nào của cô cả. Cô cười gì? Thì ra là vậy. Có phải cô đang lo sợ nếu Henry nghe được toàn bộ mọi chuyện thì chàng sẽ không đồng ý cưới cô nữa không? Nói bậy. Cô càng tức giận thì chứng tỏ càng thiếu lòng tin vào chính bản thân cô. Đúng là ta không biết vì sao Henry bỗng nhiên quên đi mọi ký ức của chàng và ta. Nhưng ta tin rồi một ngày nhất định chàng sẽ nhớ lại tất cả. Nhớ lại tất cả thì sao? Lúc đó cô chẳng còn trên đời này nữa đâu. Rosalie, Emma, cô muốn gì? Chỉ khi nào cô thực sự biến mất thì hoàng tử Henry mới vĩnh viễn thuộc về một mình ta. Hôm nay là ngày vui của ta và hoàng tử, ngươi hãy trừ khử cô ấy một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng thôi. Thuộc hạ tuân lệnh. Công chúa, xấu xa, xấu
người tới giúp ta sao? Bảo vệ công chúa, bảo vệ công chúa. Có phải vua cha đã sai người đi bảo vệ ta không? Cảm ơn cha. Regan, nhanh đi thôi, ta phải tới hôn lễ của Henry, kẻo không kịp. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta xin trân trọng tuyên bố Emma sẽ chính thức trở thành... Khoan đã, khoan đã. Henry, chàng không thể cưới cô ta. Sao cô ta vẫn còn sống? Đúng là lũ ăn hại. Henry, thiếp là Rosalie đây, là người cùng chàng vượt qua bao khó khăn để được ở bên nhau. Chàng hãy nhớ lại đi. Rosalie, ta có quen nàng sao? Cô muốn gì? Sao lại phá rối lễ cưới của Henry và Emma? Mẹ, đây chính là Rosalie, con gái của đức vua Dương quốc Cây Lá Gai và hoàng hậu phù thủy đó. Không ngờ cô dám tìm tới tận đây. Lính đâu, bắt lấy cô ta. Đông quá, đông quá, tiêu rồi, tiêu rồi. Đúng rồi, ta vẫn còn hạt hồ đào cuối cùng. Hạt hồ đào thần kỳ, hãy giúp Henry yêu lại ta như lúc trước. Con hãy nhớ rằng hạt hồ đào tuy thần kỳ, nhưng có hai việc nó không thể thực hiện được. Một là không thể cứu người chết sống lại. Hai là không thể ép buộc tình cảm của người khác dành cho mình. Không, chẳng lẽ chúng ta lại khuất phục trước thử thách này sao Henry? Xin mẹ đừng khoan nhượng, mau xử cô ta tội chết. Dừng lại, hoàng hậu. Hả? Hư thần, ngươi muốn gì? Hoàng hậu đừng sợ, hôm nay ta đến đây chỉ để trả ân. Chính hoàng tử Henry và công chúa Rosalie đã giúp ta có lại cặp sừng. Vì vậy, ta không thể thấy hai người họ gặp nạn mà không cứu. Rosalie, nàng không sao chứ? Cuối cùng chàng cũng nhớ lại thiếp rồi sao? Nàng là người ta yêu thương và muốn cưới làm vợ, tại sao ta có thể quên nàng chứ? Ta thật có lỗi. Henry, chính mẹ cậu đã dùng viên thuốc quên đi mà ta đưa năm xưa để khiến cậu mất ký ức về Rosalie. Nhưng không sao, ta đã giúp cậu lấy lại ký ức rồi. Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Mẹ có biết chính Rosalie đã cứu con thoát chết rất nhiều lần không? Nàng ấy vì con làm trái cả lệnh vua cha, chịu nhiều ấm ức khi cùng con chạy trốn. Nếu không có nàng thì con đã chẳng thể an toàn trở về rồi. Mẹ không biết những chuyện này. Rosalie, ta thật sự xin lỗi con vì những định kiến của mình dành cho những người thuộc vương quốc Cây Lá Gai. Mọi chuyện đã qua rồi, con mong từ nay người hãy hiểu và tác hợp cho tình cảm của chúng con. Thưa mẹ, Rosalie mới là người con muốn lấy làm vợ. Còn Emma, trước giờ con chưa hề dành tình cảm gì cho nàng ấy. Xin mẹ hãy tôn trọng những quyết định của con. Rosalie, ta phải giết cô. Emma, con làm gì vậy? Đó là ân nhân của hoàng tử mà. Tại cô, chỉ tại sự xuất hiện của cô ta mà con đã mất Henry. Con thật không cam tâm. Thưa hoàng hậu, sau khi biết mọi chuyện, chính Emma đã bắt con vào ngục định sát hại nhưng bất thành. May mắn Regan đã đến cứu kịp thời. Emma, không ngờ cô lại quá độc ác. Cũng may Rosalie không có mệnh hệ gì, nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Ta thật thất vọng về con. Người đâu, mau dạy Emma vào ngục chờ xử lý. Không, không. Mọi việc đã giải quyết xong, ta không thể rời khỏi khu rừng quá lâu. Chúc hoàng tử và công chúa luôn hạnh phúc bên nhau. Tạm biệt tất cả mọi người. Hư thần, xin chờ một chút. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn dai dứt vì chưa có lời xin lỗi chính thức với ngươi. Ta thật sự đã quá ích kỷ, chỉ vì muốn cứu con trai mình mà nhẫn tâm phản bội tình bạn của chúng ta, khiến người phải chịu nhiều đau đớn.
Ta chân thành xin lỗi ngươi, vua thần. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng hoàng tử Henry và công chúa Rosalie cũng được sống hạnh phúc bên nhau. Còn Emma, sau khi hãm hại Rosalie bất thành, đã bị giáng làm thường dân và phải rời khỏi cung điện. Sau một thời gian, đức vua Vương quốc cây lá gai cũng nguôi giận và dần chấp nhận chuyện tình cảm của Rosalie và Henry. Kể từ đó, cả hai vương quốc cùng sống chan hòa đoàn kết. Nhà tá điền nọ có hai người con. Người anh tên Toán, người em tên Từ. Toán đã có vợ, Từ vẫn còn độc thân. Người cha bệnh nặng nằm liệt giường, Từ luôn bên cạnh chăm sóc. Từ à, con phải chăm sóc cha ngày đêm, cực cho con quá. Chỉ cần cha khỏe mạnh là tụi con vui rồi, cực khổ mấy con cũng chịu. Cha đã già yếu, chẳng sống được bao lâu nữa. Đâu, đen, tụi mày làm gì cho cha vui, để cha nhanh khỏe đi. Tụi nó chỉ làm trò cho cha vui, chị đừng mắng mà tội nghiệp. Ây da, ông làm tôi hết hồn hà. Cha già rồi, khỏe sao nổi nữa. Trời ơi, thằng Từ ngày nào cũng ở bên chăm sóc thủ thỉ với cha. Coi chừng mấy bữa nữa cha mất, gia tài á để lại cho nó đó. Từ nay á kêu thằng Từ ra đồng. Cha muốn trăn trối gì ông nghe cho đủ, không á mình lại thiệt à. À, bà nói cũng phải, để tôi nói thằng Từ. Hai con xấu xí này, dám nghe lén vợ chồng tao nói chuyện hả? Từ hôm đó, vợ chồng Toán dành việc ở nhà chăm sóc cha già, bắt Từ ra đồng làm việc. Tụi mày chờ tao với. Ha, ha. Cày nhanh lên để tao còn về với cha. Con gọi thằng Từ về đây để cùng nghe cha dặn dò. Bà nó ơi, ra đồng gọi thằng Từ về cho cha gặp, nhanh lên. Mình ở đây nghe cha dặn, ngu gì mà gọi thằng Từ về ghé. Đợi mãi mà không thấy Từ về, người cha đành gọi Toán lại trăn trối. Cha cho vợ chồng con ngôi nhà, hai con chó, với mảnh đất ở mé rừng mà cày cây. Em con chưa vợ, cho nó con trâu và mảnh ruộng gần đình để nó cày cấy kiếm tiền cưới vợ. Các con phải luôn yêu thương nhau. Cha ơi, cha đi rồi sao cha? Cha ơi, sao cha cho vợ chồng con ít vậy cha? Sao bà còn ở đây? Tôi phải ở nhà nghe cha trăn trối chứ. Đó, ông thấy không, cha thương thằng Từ hơn, để lại trâu và ruộng tốt cho nó. Cha ơi, cha chia lại đi cha. Em thấy nóng ruột quá nên chạy về. Cha sao rồi anh? Cha chờ em mãi mà không được. Cha đi rồi. Cha ơi, cha, cha ơi. Ông tính nói sao với thằng Từ? Thì nói như cha trăn trối thôi. Tôi với ông á phải lo sinh con đẻ cái, rồi thờ phụng cúng dỗ cha mẹ. Ông nhận mảnh đất cằn ven rừng thì cạp đất mà ăn à.
từ nó chưa vợ con gì, sức dài dai rộng, nó phải lãnh phần cực hơn mình chứ. Cha có dặn anh lãnh phần thờ phụng cha mẹ, nên cha để cho anh căn nhà, con trâu và đám ruộng gần đình. Còn phần em, hai con chó và mảnh đất ven rừng. Dạ, cha dặn như vậy thì em xin nghe. Chú khỏe mạnh, lại chăm chỉ, làm gì chẳng được. Tụi mày theo tao chịu khổ rồi. Không có việc gì khó hết. Nào, vào rừng kiếm cây về, làm cái trò che nắng che mưa thôi. Vốn chẳng tính toán, từ cùng hai chú chó đến miếng đất ven rừng kiếm kế sinh nhai, sống cuộc đời bình dị. Tụi mày nhanh lên, không trời tối làm mồi cho hổ dữ đó. Không đấu nổi tụi nó đâu. Mày đừng sợ, tao không làm hại mày đâu. Để tao giúp mày con vết thương nào. Tụi mày đừng làm nó sợ. Nó nhỏ xíu à, lúc nãy nghịch phá tụi mày chút thôi, đừng có để bụng nữa. Tội nghiệp mày quá, gã thợ săn đúng là độc ác. Rồi, tao đã buộc lá thuốc, vài bữa nữa mày lại khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng đi chọc ghẹo khắp nơi được rồi. Mày về nhà với anh em đi, nhớ phải cẩn thận đó nha. Đen, Nâu, mình cũng về nhanh làm nhà thôi. Con người đó thật tốt bụng. Tụi mày đừng có sợ, mình không làm hại ai thì cũng không ai làm hại mình đâu. Tụi mày chờ khoai nguội rồi ăn, không là rụng răng luôn đó. Tao sẽ cày đất trồng lúa ở bên phía đất mềm, còn chỗ nhiều sỏi đá tao trồng chuối. Nãy vô rừng á, tao nhìn thấy nhiều chuối lắm. Mình bứng cây non về trồng là có một vườn chuối rồi. Tụi mày thấy sao? Tụi mày đói lắm rồi phải không? Đi từ sáng tới giờ rồi, tao nhường tụi mày củ khoai còn lại đó. Từ từ mà ăn nghe. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Châu ơi, à không, chó ơi, ta bảo chó này, chó ra ngoài ruộng, chó cày thay trâu. Cây cày nối nghiệp nông gia, ta đây chó đây, ai mà quản công. Đất ở đây khô cằn, chó ăn đá, gà ăn sỏi, mà người kia cũng đến đây cày cấy. Nhưng mà hắn ta nhìn cũng khỏe, dẻo dài đó. Hát cũng hay nữa, nghe thật sướng tai. Nhìn chó đi cày thấy trâu của kìa. Được nhiều lắm nhiều kẹn. Đừng có kéo cày, đừng có kéo cày. Hết kéo cày thì chút lại đi đào hố trồng cây kìa. Người này khổ quá, trâu không có mà cày, cuốc cũng không có để mà đào đất, phải dùng chó để thay. Bàn tay tao làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Tụi bay đừng có chê cười. Đen, Nâu, tụi mày ra kia nghỉ ngơi, để tao làm cho nhanh. Nhờ từ cùng con Nâu và con Đen chăm chỉ làm lụng, mảnh đất khô cằn sỏi đá đã thành ruộng lúa xanh ngát triệu bông.
và vườn chuối trổ buồn sắp được thu hoạch. Mình đúng là không phụ công cha tin tưởng. Tụi mày cũng giỏi lắm, không có tụi mày phụ tao không thể nào làm được vậy luôn. Chuối ngon quá, thơm quá. Nhiều lắm kia, ai cho tụi mày ăn chuối của chủ tao? Tụi mày muốn ăn, tao sẽ chặt cho vài buộc. Đừng có phá hết vườn chuối của tao, tao mang ra chợ bán còn có tiền làm chỗ cha. Có vốn trồng chuối dù sao cho tụi mày ăn ké nữa. Đây là người cứu chúng ta khỏi thợ săn độc ác. Còn hai lá ruốc băng bó vết thương cho ông nhanh lành nữa. Người này thiệt tốt, người này thiệt tốt. Thấy Từ hiền lành tốt bụng, bầy khỉ thường đem nhiều đồ ăn đến cho anh cho đến một ngày. Tụi mày không thích ăn rau chứ gì? Vậy để tao ăn. Rau này lũ khỉ cho, ngon lắm á. Sau này tao ăn xong tao thấy buồn ngủ quá. Tao ngủ một chút đây. Tụi mày lo canh lúa nha. Không biết ăn phải loại rau gì mà Từ lăn ra ngủ say như chết. Con này này vậy đây, cho chúng ta xin mấy buồn chuối đây. Chuối của nhà ngươi ngon lắm. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Có người ăn trộm lúa kìa. Chúng ta ăn hết vườn chuối của ngươi rồi. Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức. Con người này chết rồi. Chúng ta hãy làm phước, mang con người này đi chôn đi. Đây là con người rất tốt bụng. Tội nghiệp hai người quá. Nếu không chê thì hai người có thể nhập bọn với chúng ta. Nên chôn người này ở đâu nhỉ? Hầm vàng hay hầm bạc? Chôn mới hầm bạc cho gần đi. Chôn mới hầm vàng á, ở đó đẹp hơn. Được rồi, vậy người này rất tốt bụng nên sẽ chôn người này ở hầm vàng. Các ngươi nhanh chân lên. Nâu đen có phải không? Mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy? Tao ăn trúng đầu ngủ ngon rồi ngủ say như chết, nên bày khỉ cho tụi mày mang đi chôn có đúng không? Ây da, Vàng, tao đang mơ có phải không? Vàng nhiều quá. Thôi, như vậy đã đủ rồi. Lấy nhiều quá, tao không biết làm cái gì. Tụi mày nhớ đường về phải không? Mau đưa tao về nhà đi. Có khi nào nó về đòi chia tài sản không bà? Nó muốn chia lại tài sản thì phải bước qua xác tôi. Xác bà mà kêu thằng Từ bước qua e hơi khó đó nha. Anh chị có khỏe không? Khỏe để đánh nhau với chú hả? Chú về đây làm gì? Dạ, em đã thu hoạch xong mảnh ruộng gian rừng, bán được ít tiền về gửi anh chị làm vỗ cho cha. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện tiền nông á là chị dễ lắm, ai đưa là chị nhận à. Em còn tính hỏi chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện trâu nữa. Chú đòi chia lại tài sản phải không? Dạ không, em có chút vàng
tính nhờ anh chị giúp em tậu nhà, tậu ruộng, tậu trâu. Wow, sao chú có nhiều vàng vậy? Hay là cha giấu vàng ngoài ruộng? Dạ, làm gì có. Chuyện là như vậy nè. Ồ, chú Từ nè, lâu nay á anh chị lo cho chú lắm, chú vất vả quá à. Anh chị tính vậy, năm nay chú về lại mảnh ruộng bên đình mà cày cấy, để anh chị ra mảnh đất ven rừng làm thay cho chú, được không? Anh chị mang theo con nâu và con đen ra đó để canh trộm, với lại á chúng cũng thạo việc ngoài đó hơn con trâu nhà này. Dạ, anh chị nói vậy thì em xin nghe. Thì hát đi, phải hát to lên mới dụ tụi khỉ tới được. Cây đồng đang bụi ban trưa, mồ hôi thanh thoát như mùa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Trời ơi, ai hát mà nghe kinh khủng vậy trời? Nhìn tụi nó sợ quá ông ơi. Bà cứ bình tĩnh, tôi tưởng tụi nó phải sợ bà chứ. Nó chỉ chết rồi, lại có thêm hai người khác đến. Đồi chê sư à. Sao tụi khỉ gió không mang rau, mang thịt cá đến vậy ta? Mình nằm ra đây giả chết cho nhanh. Cái rau đó ăn vào mình ngủ say như chết, rồi biết tụi nó khiêng mình đi đâu. Ý này hay à nha. Hai người này yếu quá, mới mấy hôm đã lăn ra chết rồi. Không bằng người kia, cho chúng ta ăn bao nhiêu chuối rồi mới chết. Người này chết thiệt rồi, người này chết thiệt rồi. Lại phải mang đi chôn nhanh thôi. Chôn ở hầm vàng hay hầm bạc? Chôn ở hầm vàng với người kia. Người này nặng quá, chôn ở hầm bạc cho gần nè. Đừng chôn chúng ta ở hầm bạc. Ý, vô quá hầm vàng mới ngay siêu quá. Giật mình hoảng sợ vì ngỡ người chết sống dậy, bầy khỉ tung hai vợ chồng lên cao rồi bỏ chạy. Vợ chồng Toán vì tham lam mà bỏ mạng trong rừng sâu. Từ chào mãi không thấy vợ chồng anh trở về, nên ở lại giữ nhà thờ phụng cha mẹ, tiếp tục chăm chỉ cày bừa. Người ở hiền thường gặp lành, lại lao động chăm chỉ nên gặt hái được thành quả xứng đáng. Người toan tính tham lam rốt cuộc chỉ thiệt thân. Ngày xưa có cô gái tên Ngoan mồ côi, phải đi ở cho nhà phú hộ nổi tiếng keo kiệt trong vùng. Họ đối xử với cô rất khắc nghiệt. Chăm, mày đi đường này, hai thằng kia đi đường này. Dạ đường này, đứa nào phải á là cô lên, nhất định bắt sống con quan gì đấy cho ta, nghe chưa? Con chào ông bà. Nè, mày là con của vợ chồng lão Bảy mới mất đúng không? Dạ bẩm dân. Ừ, mày tên gì? Dạ, con tên Ngoan. Có biết tại sao tao kêu mày đến đây không? Dạ không. Đây, cha mẹ mày nợ ông bà đây 30 đồng bạc từ mấy năm. Đến nay á, lãi mẹ đẻ lãi con đã thành 5 lạng bạc trắng rồi đó. Thưa bà,
tiền nhiều như vậy, lấy đâu ra mà con trả được ạ? Thì phải ở nợ không công để trả nợ chứ làm sao. Bà bếp nhà tao vừa mới nghỉ, giờ mày ở đây làm bếp, quét dọn, bưng cơm rót nước cho tụi tao. Tất cả những công việc trong nhà này mày đều phải làm hết. Sao? Không chịu hả? Không chịu á thì trả 5 lạng đây. Dạ, con không có 5 lạng. Con xin ở đợ ạ. À. Cô Ngoan có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn Trâm. Cô Ngoan cầm lấy ăn đỡ đi. Cô làm cả ngày mà chỉ được ăn có một bữa cơm trắng thì sao mà chịu nổi? Anh cũng đâu được ăn nhiều hơn tôi đâu. Cho tôi rồi, anh lấy cái gì mà ăn? Tôi làm công nên còn có ít tiền lương mua đồ ăn. Cô cứ cầm ăn đỡ đi. Lỡ cô té xỉu rồi sẽ bị ông bà mắng thêm đó. Cảm ơn anh. Anh tốt quá. Tôi ở căn chòi ngoài ruộng á. Cô có cần gì thì ra đó gọi tôi giúp. Không được đâu. Ông bà mà biết là tôi sẽ bị mắng đó. Cô Ngoan, tôi đã để dành được một ít tiền. Tôi sẽ nói với ông bà Phú xin cưới cô. Cô Ngoan thấy sao? Nhưng mà tôi còn nợ ông bà Phú tiền. Chỉ cần cô Ngoan chịu, tôi sẽ nói với ông bà Phú cho chúng ta cùng làm, cố gắng trả hết nợ. Con Ngoan, bao nhiêu trông ăn mặc đẹp, cùng ông bà đón khách đi con. À, tôi đi nhanh chăm, tôi đi nha. Được không? Được, được. Ngoan nè, ông bà kêu con lên đây để nói cho con biết, con đã lớn rồi nên phải đi lấy chồng. Ờ, nhưng còn món nợ. Đương nhiên là nhà trai đã hứa trả dứt nợ cho con rồi. Nhà trai là ai? Chẳng lẽ anh Gia Mạnh? Dạ, rước cụ Lý vào chơi ạ. Thưa cụ Lý, nhà chúng tôi có đứa con gái nuôi, nay đã lớn nên muốn gả cho cụ Lý. Hai ông bà thật có lòng, nhưng tôi đây đã già mà cô đây còn trẻ quá. Dạ, gừng càng già càng cay ạ. Chỉ xin cụ Lý ưng nhận về làm tỳ thiếp cũng được ạ. Cô Ngoan có chịu không? Gật đầu đồng ý đi. Nếu không á, tao đưa mày lên quan. Con gái nuôi của tôi á rất là đoan trang. Cha mẹ đặt đâu là ngồi đó. Với lại á, nó cũng ngưỡng mộ tài cụ từ lâu rồi. Được, được. Mày liệu hồn ngoan ngoãn lấy cụ Lý không á thì tao thưa mày lên quan á, tội quỵt nợ mày hiểu chưa? Nhưng thưa bà, xin bà, con thương anh Trâm, con không thể lấy cụ Lý được. Nếu mày không lấy cụ Lý thì cả thằng Trâm cũng không yên đâu. Tụi tao cũng vô cổ nó, cho nó đi tù mọt không. Ngoan, ngoan, mau đi thôi. Ông bà cứu hộ đang ăn uống say sưa với cụ Lý rồi. Ngoan mau trốn đi. Còn anh, hay là chúng ta cùng trốn? Anh phải ở lại để đánh lạc hướng ông bà Phú hộ nữa. Em cầm bánh đem theo cho đỡ đói. Anh sẽ theo sau em nha. Anh cầm cái này cho con dạng tìm được em. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà cứ đi qua đi lại, đi riết rồi tôi chóng mặt quá à.
bà không lo gì sao? Con ngoan nó chạy trốn chưa tìm thấy. Nay mai ông Lý qua đây không có cô dâu thì chúng ta chết mất. Lão ấy hứa cho mình rất nhiều thứ nếu cưới được con ngoan. Nghĩa là lão rất là thích nó. Giờ không có nó, lão sẽ tịch thu hết điền sản của chúng ta, bà hiểu không? Nè, ông cứ yên xem nào. Cái gì vậy? Bịt mồm con chó nó lại coi. Dạ, bẩm bà đoán như thần. Chúng còn theo dõi thằng Trâm, thấy nó hả? Gấp rút thu dọn đồ đạc định bỏ trốn. Dạ, tụi con còn thấy nó cho con vàng ngửi cái khăn này nè. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tao dám chắc đây là khăn của con ngoan. Tôi đã định bỏ trốn với nhau đây mà. Cái gì? Lúc nãy nó vừa đi tìm con ngoan với tôi mà. Ông ơi, ông ngây thơ quá. Nó giả vờ đi tìm con ngoan để dắt mấy người đi lạc đó. Hèn chi mà tìm hoài không thấy. Ha, tụi mày giỏi lắm. Chờ tao tìm được con ngoan về đây, bán nó cho cụ Lý, còn mày sẽ lên quan tù một gông. Tôi xin bà hãy tha cho ngoan đi. Mày còn dám gian sinh cho nó sao? Tha cho nó thì ai trả nợ cho chúng tao đây? Bán mày đi chắc. Cụ Lý đã hứa hồi môn cho chúng tao là 10 lạng vàng và miễn đóng thuế. Không thì cả nhà ta sẽ bị tịch thu, ăn cám cho lũ đó. Ông nhiều lời với con bọn ngu muội này để làm gì? Cái này á sẽ làm cho con ngoan quay về đây mà mình không cần phải nhọc xác đi tìm nữa. Đi tìm con ngoan về đây, không thì thằng Trâm chủ mày sẽ tôi đời đó, hiểu chưa? Giang, mày không được tìm ngoan, cứ kể tao, chạy đi. Nó chỉ là con vật vô tri, lỡ nó không tìm con ngoan thì sao? Trời đất ơi, ông ngu lắm. Con ngoan nó chờ thằng Trâm nên chắc chắn chưa thể đi xa được. Bây giờ kêu mấy thằng tá điền phao tin ra cho làng xóm biết là thằng Trâm ăn cắp lúa nhà mình, sắp đưa lên quan xử. Con ngoan nó nghe được, thế nào nó cũng mò về đây thôi. Sao anh Trâm vẫn chưa tìm mình nữa? Không biết có chuyện gì không? Khát nước quá. Hình như có một cái suối gần ở đây. Ông ơi, ông làm sao thế? Đói quá. Cho con cái bánh này, ông ăn đỡ đi. Ông ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn á. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông giả bớt ra được không? Ông làm con sợ quá. Cảm ơn con. 3 ngày nay ta đã chưa ăn gì. Dạ, ông không sao là tốt rồi. Trông con cũng mệt và đói lắm rồi. Con còn trẻ, còn khỏe, nhịn đói một bữa cũng không có sao đâu. Lát nữa con tìm ít rau rừng hay quả rừng ăn cũng được mà. Con thật là nhân hậu. Ta có thể ban cho con một điều ước. Con tưởng ông là ăn xin. Thì thời điên cũng hiện ra nhiều hình dạng khác nhau để thử thách con người mà. Thật ra ta biết hoàn cảnh của con nên muốn giúp con một chút. Thấy con thực sự rất là nhân hậu, dù khó khăn vẫn ra tay cứu người hoạn nạn, nên ta sẽ cho con một điều ước. Dạ, con cảm ơn ông. Ở hiền rồi sẽ gặp lành con à. Giờ hãy nghe ta. Con hãy leo qua mỏm đá bên kia suối, hái bông hoa trắng mà con thích nhất và ước với nó. Rồi con sẽ được tội nguyện. Nhưng mà con phải cẩn thận với điều ước, vì cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn ông. Hoa trắng. Ước gì? Mình nên ước gì đây ta?
Chỉ có một điều thôi, mà mình thì cần... Ủa, Giang, sao em lại ở đây? Anh Trâm đâu? Anh Trâm không đi với em hả? Vậy chẳng lẽ anh Trâm có chuyện rồi? Có lẽ ông bà bá hộ đã phát hiện ra và bắt anh Trâm rồi. Mình phải cứu anh ấy. Làm sao đây? Làm sao đây? À, hay là ta có một điều ước. Ta sẽ ước cho hai đứa được tự do. Ước cho tôi và anh Trâm được tự do, không còn làm người hầu nữa. Trời, dành bạc nhiều quá. Vậy là trời cho mình để mua lấy tự do của mình và anh Trâm đây mà. Lúc này mà bà còn ung dung ngồi đó hả? Cụ Lý có thể đem lễ vật tới bất cứ lúc nào, mà con Ngoan á thì chưa có về. Ông cứ từ từ đã, nó sẽ không bỏ thằng Trâm đâu. Lỡ nó bỏ thật thì sao? Trời ơi, cụ Lý sẽ trút giận xuống chúng ta. Lão ấy sẽ khép cho chúng ta một cái tội gì đó mà có trời mới nghĩ ra, rồi nuốt hết của cái nhà mình. Lão già tham lắm. Ông có thôi đi chưa? Đã ai làm sao đâu mà cứ làm quá lên à. Cùng lắm á thì mình đổ hết tội cho thằng Trâm. Tôi đã liệu hết rồi. Tôi biết lão Lý quá mà. Bà cứ chủ quan đi ha. Để tôi xem thần cơ diệu toán như bà có làm cho con Ngoan xuất hiện ngay ngưỡng cửa được hay không. Thương bà, con về rồi đây. Dạ phải, con là Ngoan, đã trở về đây. Con muốn chuộc lại tự do cho mình và cho anh Trâm. Tao biết thế nào mày cũng về cứu thằng Trâm mà. Sao, có muốn chuộc lại tự do cho cả hai đứa không? Đúng vậy, bà ra giá đi, bao nhiêu con cũng mua. Gan ha, cả vốn lẫn lời đến nay là 2 lượng vàng. Tính cả thằng Trâm á và tội của nó thì phải là 10 lượng mới đủ. Mày có làm cả đời thì... Làm sao? Ở đâu? Ở đâu mà mày có thứ này? Bà không cần biết. Đây là đủ tiền chuộc thân cho chúng con rồi. Hãy thả anh Trâm đi. Dễ dàng thiệt bà ơi. Con ranh này, định qua mặt tụi tao hả? Vàng ở đâu ra? Nói mau. Con lụm được. Ha, vàng chứ có phải là đá ở ngoài đường đâu mà mày lượm dễ quá vậy? Mày trộm cướp của ai hả? Mày khai ra mau, không thì tao gua cổ mày lên quan á. Tiên ông cho con vàng. Xảo trá, ông mau bắt nó lên quan đi. Không, con nói thật mà. Con đã giúp đỡ ông tiên và ông ấy cho con vàng. Tụi mày được ở cùng nhau rồi, toại nguyện hen. Ngoan. Không, ông bà phải trả tự do cho chúng tôi. Tôi đã trả tiền rồi, cũng kể tường tận sự việc cho ông bà nghe rồi còn gì. Vậy thì để tụi tao đi kiểm tra xem thật hư thế nào, rồi mới về tính chuyện với tụi bay sao. Không, ông bà lừa chúng tôi. Thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Cái con nhỏ này không chừng nó lừa gạt vợ chồng mình để tính kế trốn thoát đó bà. Lỡ nó nói thiệt thì sao? Mình nhốt nó vô rồi con chạy đằng nào được. Ê chà, nếu đó là thật, tôi sẽ ước có thêm nhiều của cải. Chúng ta có thể mua cả một chức quan. Lão Lý sẽ không thể nào ức hiếp chúng ta được nữa. Còn tôi sẽ ước được trẻ lại 20 tuổi. Mà có trẻ lại 40 tuổi đi nữa thì cũng không đẹp hơn bây giờ đâu. Đợi đó, khi mà tôi trẻ đẹp và tôi giàu có thì ông đừng có hòng. Đừng hòng gì? Chỉ mình bà biết ước cho giàu có và trẻ đẹp thôi hả? Ui da.
ai để cho mình rét giữa đường vậy trời? Ông né qua một bên coi. Ủa, mà ông có sao không? Trời ơi, chồng con vô ý quá à. Bà, có phải đó là... Ông còn ở đó ú ớ làm gì nữa? Mau lại đây, đưa nước cho ông đây uống đi. Dạ, nước đây. Ông đang khát đúng không ông? Ông uống nước đi ông, uống nhiều vô đi ông. Ông đói chưa? Tụi con có đồ ăn đi nè. Đúng rồi. Ông ăn món gì? Chúng con có. Mấy người đủ chưa? Mấy người ở đâu ra mà hành hạ tôi vậy? Vợ chồng tụi con là những người lương thiện, chuyên giúp người nghèo khó. Giờ ông có nguyện vọng gì á, cứ nói ra cho tụi con biết, để tụi con đáp ứng ạ. Thật vậy sao? Bây giờ muốn cái gì ta? Ông ăn nhiều vô, ăn nhiều vô đi ông. Ăn nhiều cho khỏe lên nha ông. Rồi ông cần cái gì á, cứ nói về hơi chồng con. Rồi ông cho con điều ước nha ông. Thì ra là chuyện đó. Vậy mà không nói thẳng ra cho lẹ, hành hạ ta như vậy làm gì? Ông thiệt là tinh ý á. Thì tụi con cũng khổ quá mới làm vậy. Ông hãy thương tình tụi con, cố gắng chiều ông nãy giờ. Đủ rồi, giờ chúng ta ra suối cái đã. Đúng rồi, để ra suối cái đã, để con cõng ông ra. Không cần đâu. Dạ đúng đó, để chồng con cõng ông ra. Mau lên ông, mau lên. Ôi da. Thì ra là em đã gặp được Tiên, có được một số tiền rồi. Sao em không trốn đi, còn quay lại tìm anh làm gì? Em lo cho anh, em không thể bỏ mặc anh được. Em khờ quá, anh chịu khổ quen rồi, còn em khó khăn lắm mới thoát được. Lỡ họ giàu có rồi vẫn gả bán em thì sao? Hay là mình tìm cách thoát ra đi, miễn là mình đi cùng nhau, khổ mấy em cũng chịu. Hôm qua đến giờ anh đã đào được cái lỗ nhỏ này, chúng ta cùng nhau đào, biết đâu có thể chui ra ngoài trước khi ông bà Phú Hộ trở về. Giỏi quá. Không có ai hết, mình đi thôi ngoan. Hai ông bà leo qua cái mỏm đá bên kia suối sẽ thấy rất nhiều hoa. Được hái hoa đúng không ông? Rồi ước đúng không ông? Ôi trời đất ơi, cả một suối nguồn tươi trẻ, cả một kho báu. Ông làm gì vậy? Để tôi ước chứ. Bà thì biết cái gì, phải ước được giàu có. Giàu có mà xấu xí thì ai thèm. Đứa trẻ đẹp như tiên giáng trần. Trời ơi, không được. Cái mụn già này, mau rút lại điều ước. Nhanh lên, rút lại liền. Quỷ bỏ đứa chưa rồi, quỷ liền. Hãy cho ta trở thành người giàu có nhất thế gian. Ông dám nói vậy hả? Trời ơi, quỷ bỏ điều ước vừa rồi. Hãy cho ta trở thành người trẻ đẹp nhất thế gian. Ủa này, anh ơi, ta trở thành người giàu nhất. Ta là người xinh đẹp nhất thế gian này.
ông bà phú hộ đâu cả rồi? Nhà trai đã đến rồi đây. Mày đi xem ông bà phú hộ đâu rồi. Dạ. Dạ, con chào cụ Lý. Rước cụ vào nhà chơi. Ông bà phú hộ đâu? Sao không ai ra đón đàn trai vậy hả? Dạ, ông bà phú hộ đi đâu từ hôm qua chưa về. Mày nói cái gì? Còn cô Ngoan đâu? Dạ, cô Ngoan cũng biến mất rồi ạ. Dạ đúng là không có ai hết ạ. Giỏi lắm, chủ tớ nhà các ngươi dám giỡn mặt với ta, đem ta ra làm trò cười. Bây đâu, tịch thu hết gia sản nhà phú hộ, bố cáo cho dân làng cũng biết, đó là hình phạt cho bọn trốn thuế. Dạ. Rêu rao cho bà con khắp vùng này biết, nếu tóm được nhà phú hộ hoặc con bé Ngoan ở đâu thì sẽ được thưởng. Phú hộ dám dung bọn khỉ quái đản này để coi nhà. Người đâu, đuổi bọn chúng đi. Kêu thêm người đến canh giữ, không cho chúng quấy phá. Dạ. Dạ. Chúng ta phải đi nhanh trước khi ông bà phú hộ về. Còn cụ Lý nữa, lão ta nổi tiếng thù dai, lão sẽ không tha cho em đâu. Sao em thấy hai con khỉ này quen quá? Hình như bọn khỉ muốn em đi đâu đó. Vậy anh và Vàng đi cùng em. Anh Chăm, sao em thấy con khỉ này giống ông bà phú hộ quá? Anh cũng thấy như vậy, nhưng vô lý quá. Con chào ông. Ông có còn nhớ con không? Cô gái tốt bụng, con đã có điều ước của con chưa? Dạ, cũng gần như vậy. Chúng con đang trên đường trốn đi, trước khi ông bà phú hộ về thì hai con khỉ này đến. Quả là duyên nợ. Hai ông bà phú hộ quả là có đến tìm ta. Và vì không thèm nghe lời của ta dặn, vì bản tính tham lam nên đã quá thành khỉ thế này đây. Thật sao? Ông ơi, liệu có cách nào cho họ hóa thành người không? Con muốn họ trở lại thành người sao? Vậy con sẽ bị bắt lại và gả bán đi thì sao? Thật ra trong họ thế này thật tội nghiệp. Dù sao họ cũng đã cho con chỗ ăn, chỗ ở khi con mồ côi. Với lại con cũng sẽ chạy trốn trước khi họ thành người trở lại. Không dễ như vậy đâu. Đây là quả báo mà họ phải nhận. Hay là hai ông bà tập trèo cây hái trái giận đi. Thưa ông, thực tình không có cách nào sao? Con thấy họ có vẻ hối hận rồi đó. Cách thì cũng có, nhưng mà ta không chắc là họ có làm được không. Họ quá thành khỉ là vì họ quá tham lam và xấu xa. Bây giờ họ phải tập làm người trở lại,
nói năng cư xử cho ra người có nhân có nghĩa. Bằng không thì chỉ một hay là hai tuần nữa thôi, họ sẽ mất hết những ký ức của con người và trở thành khỉ mãi mãi. Anh Chấm, hay mình giúp họ được không? Lỡ họ trở thành người rồi lại muốn bán em nữa thì sao? Em nghĩ không đâu. Lỡ họ làm việc xấu rồi họ thành khỉ nữa thì sao? Thôi được rồi, vậy các người hãy cố gắng cùng chúng tôi tìm xem có cách nào hóa giải không. Nhưng còn cụ Lý, em nghĩ chúng ta không thể ở đây được. Anh cũng nghĩ đến rồi, với số tiền anh dành dụm được thì chúng ta có thể đến nơi khác mua một mẫu ruộng nhỏ để cất nhà và cày cấy. Em có chịu không? Dạ, anh đi đâu em cũng theo. Vậy để anh đi dò hỏi và nghe ngóng tình hình rồi chúng ta sẽ đi. Trong khi đó thì em và hai ông bà ở nhà, cố gắng đừng để ai thấy nha. Nè, thấy người hoạn nạn thì phải cứu giúp chứ. Không chịu cố gắng gì cả. Cả tuần lễ rồi, hai người sẽ trở thành khỉ mãi mãi đó. Ngoan ơi, chúng ta gặp may rồi. Anh đã dò hỏi ở làng bên, cách đây 4 dặm có một miếng đất vừa túi tiền với chúng ta. Chúng ta mau đi thôi. Thật sao? Vậy chúng ta đi. Họ không có tiến triển gì hả? Em nghĩ họ đang mất dần ý thức con người. Họ không còn thái độ hống hách như trước nữa, mà dần giống khỉ hơn. Nếu nghĩ tích cực á, thì vậy cũng tốt cho chúng ta. Anh có thể quen với việc có thêm hai con khỉ ở trong nhà cùng với con Vàng. À, con Ngoan, mày dám trốn mà? Mày đâu? Bắt chúng lại! Chạy! Đuổi theo! Nhanh đuổi theo! Em chạy hướng này, anh sẽ chạy hướng kia để đánh lạc hướng bọn chú. Anh và Vàng sẽ tìm được em. Anh phải cẩn thận đó. Giờ mình đi đường nào đây cậu? Đi bên này. Dạ bẩm cụ, phía trước là vực thẳm rồi, không thể trốn ở đây đâu. Đi hết rồi, chúng ta an toàn rồi. Không biết anh Trâm có an toàn không nữa. Chúng ta đi thôi.
người hãy đi tìm anh Trâm, bảo vệ anh ấy và cố gắng sống tốt. Nhớ lấy, dù là khỉ cũng phải cố gắng sống tốt. Để ta giúp một tay. Mai là anh đến kịp. Trời ơi, tôi thành người rồi bà ơi. Trời ơi, tôi mất nuôi rồi ông ơi. Cái bụng bầu của tôi không mất đi ông à. Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi ra khỏi lớp khỉ. Cảm ơn. Nhờ hai người mà tôi nhận ra nhân nghĩa là thế nào. Từ nay chúng tôi sẽ làm người tốt, hứa là không hiếp ai nữa. Ông bà biết vậy là tốt rồi. Dù sao thì ông bà cũng mất hết nhà cửa. Hay là từ nay chúng ta sống chung một nhà, coi nhau như gia đình để chăm sóc lẫn nhau. Và từ đó hai vợ chồng Phú Hộ thật sự hối cải, cùng về sống với Ngoan và Chăm. Hai người làm lễ cưới cho Ngoan và Chăm, cùng làm việc và sống hạnh phúc với nhau như một gia đình. Còn cụ Lý, cái thằng đầy tơ này kêu đi kiếm nước mà đi đâu mất việc. Nè lão già kia, đường về làng ở đâu hả? Lão nhìn cái gì? Đưa nước đây, ta đang khát. Lão kia, ta hỏi sao không trả lời? Ta là cụ Lý trong làng này, liệu hồn mà trả lời ta? Ta không biết đường ra khỏi rừng, nhưng mà ông có thể hái một bông hoa ở đằng kia, rồi ước cho ông ra khỏi rừng ngay lập tức. Thật sao? Mình có nghe nói trong làng có người gặp tiên, lẽ nào là thật? Ông cứ thử xem, nếu không về nhà được thì lại đây bắt đền ta. Nhưng mà chỉ ước một bông thôi. Hay là ta thử trước đã. Ta ước có một túi đầy vàng trước mắt. Hay thật, ta ước trở thành vua. Ta ước có quyền lực nhất thế gian này. Ta ước được trẻ lại 30 tuổi. Ta ước... Thế là cụ Lý trở thành khỉ mãi mãi.